Một top người sống sót sau vụ rơi máy bay mắc kẹt trên hòn đảo, khắp nơi đều là xác máy bay vỡ tung tóe và xác chết ngổn ngang. Có người sợ hãi la hét, có người bị linh kiện đè lên người ra sức cầu cứu. Mặc dù đa số là xác chết nhưng vẫn có số ít người sống sót. Jack là bác sĩ lại vô cùng bình tĩnh, anh tập hợp người sống sót cùng mình cứu người. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, tiến hành hô hấp nhân tạo và các biện pháp cấp cứu, kỹ năng chuyên nghiệp của bác sĩ phát huy tác dụng vào lúc này. Thậm chí anh cứu được một thai phụ, may mà thai phụ chỉ bị thương ngoài da. Với sự tổ chức của Jack, rất nhiều người sống sót đều tham gia cứu viện. Jack nghỉ ngơi chốc lát, một mình lặng lẽ đi vào trong rừng sâu vì anh phát hiện lưng của mình bị thương, cởi áo ra rồi sờ lên. Thấy có một vết thương lớn nhưng ở vị trí này anh không thể tự mình xử lý được, cần có người giúp mới được. Đúng lúc này có một cô gái đi đến, Jack liền hỏi cô từng khâu sống không. Cô gái nói mình chỉ may rèm cửa, Jack nghe vậy liền nhờ cô giúp mình khâu vết thương. Có thể sống sót trong vụ rơi máy bay, hai người họ đều vô cùng may mắn. Nhìn thấy biểu cảm ung dung của Jack, dường như anh không hề sợ khi gặp phải chuyện này. Cô gái Kate có chút nghi ngờ thân phận của anh, vì máy bay lại rơi xuống hòn đảo hoang vu này có kha khá hành khách sống sót. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Jack giải thích mình là một bác sĩ, cảnh tượng đáng sợ này không làm anh sợ hãi hay hoảng loạn. Kate bán tin bán nghi, nhưng cô cứ cảm thấy anh không hề đơn giản. Trong lúc hai người nói chuyện, Kate cũng cố gắng khâu vết thương cho anh. Khi màn đêm buông xuống, hơn 40 hành khách sống sót đều ngồi lại với nhau. Trong cảm xúc bi thương, lặng lẽ ngồi trên bãi biển chờ cứu viện. Mọi người đều biết có hộp đen, cho nên đội cứu viện phát hiện ra họ chỉ là vấn đề thời gian. Còn Jack nghi ngờ sự cố này có điều bất thường, vì anh phát hiện xác máy bay rơi ở đây chỉ có phần giữa. Kỳ lạ là phần đầu và phần đuôi của máy bay đều biến mất. Jack nghĩ rằng nếu tìm được buồng lái, anh có thể dùng bộ đàm trong buồng lái gửi tín hiệu. Đội cứu viện sẽ tìm được vị trí của hòn đảo nhanh hơn. Kate nói mình hình như nhìn thấy khói bốc lên ở thung lũng, có khả năng là phần đầu máy bay rơi ở đó. Jack nghe xong quyết định sáng mai đến thung lũng xem sao. Vào lúc này âm thanh lạ vang lên đánh thức những người sống sót, nghe giống như tiếng gầm giống của loài động vật nào đó, nhưng không phải loài động vật đã biết và còn kèm theo một trận gió lớn thổi đến bãi biển. Mọi người nhìn khu rừng lạ lẫm trong rừng, cảm nhận được cảm giác lo sợ. Có lẽ trên đảo còn có nguy hiểm khác đang đợi họ. Sau một đêm khó khăn, Jack tìm được những người sống sót khỏe mạnh, nói ra kế hoạch chuẩn bị đi tìm buồng lái, giao nhiệm vụ chăm sóc người bị thương cho một chàng trai. Lúc này một nam ca sĩ trẻ tuổi Charlie nói mình sẽ đi theo anh, còn Kate ở phía xa đang lấy một đôi giày trên người xác chết để đi vào trong rừng. Cô phải thay một đôi giày mới, Kate vừa cởi giày, ngẩng đầu thì nhìn thấy một ông già đầu trọc đang nhìn mình. Biểu cảm của đối phương khiến cô thấy kỳ lạ, sau đó ông ta còn nở nụ cười. Jack và Kate còn có Charlie rời khỏi bãi biển đi vào trong rừng, nhưng kỳ lạ là trời đang nắng lại bỗng đổ mưa. May mà phần đầu máy bay ở gần chỗ này. Ba người phát hiện phần đầu máy bay trong rừng, đây chính là mục tiêu họ dầm mưa đến đây, là vì họ muốn tìm bộ đàm trong buồng lái phát tín hiệu cầu cứu. Phần này chính là phần đầu của máy bay. Khi ba người đi vào trong nhìn thấy trên đầu là những xác chết lạnh ngắt, với tình hình này sẽ không có người sống sót. Do đầu máy bay dựng đứng lúc ba người trèo lên vô cùng khó khăn, Jack trèo đến buồng lái trước. Nhìn những bộ xác chết lạnh ngắt trước mặt, anh nhanh chóng đi tìm bộ đàm, bộ xác của cơ trưởng ngồi dậy ho dữ dội. Jack mới phát hiện cơ trưởng vẫn chưa chết. Anh vội tìm nước cho cơ trưởng uống, còn câu đầu tiên cơ trưởng nói là hỏi còn bao nhiêu hành khách sống sót. Jack nói tình hình hiện tại cho ông, tổng cộng còn 48 hành khách sống sót. Với lại bây giờ đã trôi qua 16 tiếng rồi, không có bất cứ đội cứu viện nào đến. Sau đó dưới sự chỉ huy của cơ trưởng, Jack tìm được bộ đàm. Cơ trưởng thử nhưng phát hiện không có tín hiệu, thiết bị còn xuất hiện sự cố. Kate bỗng phát hiện Charlie đã chạy mất tăm, sau đó lại chui ra từ nhà vệ sinh. Vào lúc này có tiếng gầm rú vang lên đến cả mặt đất cũng rung lắc. Sau đó bốn người họ nhìn thấy bên ngoài máy bay có bóng đen khổng lồ, giống như người khổng lồ lướt qua, còn kèm theo tiếng gầm gừ của quái vật. Bọn họ sợ hãi co ro một chỗ không dám phát ra tiếng động. Jack nhìn qua cửa kính xem bên ngoài có thứ gì, còn cơ trưởng đặt bộ đàm xuống, chui ra ngoài nhìn. Kết quả ngay sau đó, cơ trưởng bị sinh vật không xác định tấn công. Sau vài tiếng hét thảm thiết liền bị một sức mạnh lớn kéo ra ngoài, máu bắn tung tóe. Ba người còn lại sợ hãi la hét, tiếp theo đó cả xác máy bay cũng bị đẩy ngã xuống đất. Jack lập tức cầm lấy bộ đàm, chạy ra ngoài trước, hai người còn lại chạy theo phía sau. Ba người cắm đầu cắm cổ chạy. Sợ bị quái vật ăn thịt nhưng kỳ lạ là quái vật không đuổi theo họ. Ba người chạy được một quãng đường phát hiện phía sau không có thứ gì đuổi theo. Lúc này mưa cũng đột ngột dừng lại. Khi bọn họ thử quay về thì nhìn thấy xác cơ trưởng đẫm máu treo lên cành cây. Mặc dù không biết quái vật giết cơ trưởng trông như thế nào, nhưng ba người quyết định không nói chuyện này cho người khác, tránh cho họ hoang mang. Khi ba người quay về bãi biển có hai người đàn ông đang đánh nhau, Jack vội đi lên ngăn cản. Còn nguyên nhân đánh nhau không quan trọng, ở đây được một ngày rồi mà đội cứu viện vẫn chưa đến. Bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Khi thời gian đợi chờ ngày càng lâu, mâu thuẫn giữa họ ngày càng nhiều. Kate nói với mọi người mặc dù tìm được bộ đàm nhưng không thể sử dụng được. Nếu ai biết sửa thì hãy thử. Người lúc nãy đánh nhau nói mình biết sửa. Thì ra Sayid từng đi lính và tham gia chiến đấu, sửa thiết bị điện tử với anh ta là chuyện nhỏ. Do ở trên hòn đảo khỉ ho có gái này, điện thoại và các thiết bị liên lạc khác không có tín hiệu, bọn họ chỉ đành gửi gắm hy vọng lên chiếc máy bộ đàm này. Sayid nhanh chóng đưa bộ đàm sửa xong cho Kate.
Do pin của chiếc bộ đàm này không còn nhiều, thử ở đây rất lãng phí. Sayid cho rằng cách tốt nhất là lên đỉnh núi mới dễ bắt được tín hiệu, như vậy thì tỷ lệ mọi người được cứu sẽ cao hơn. Sau đó Kate và Sayid bàn bạc rồi chuẩn bị leo lên đỉnh núi gần nhất. Jack do phải chăm sóc người sống sót bị hôn mê không thể đi cùng Kate, ngược lại có một vài người sẵn lòng đi theo. Đa số người sống sót đều ở lại bãi biển. Có người chẳng lo lắng chút nào nằm trên bãi cát tắm nắng. Dường như cô ấy đến đây không phải vì sự cố máy bay mà là đến nghỉ mát. Một đội 6 người đang đi xuyên rừng, bỗng ở gần đó có một tiếng gầm rú của quái vật, giống loài động vật ăn thịt kích thước lớn nào đó. Mọi người sững sờ vài giây rồi co giò lên chạy, bọn họ tay không tấc sắt, nếu không chạy thì chỉ có đường chết. Vào lúc bọn họ hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có anh chàng tên James này vẫn đứng nguyên một chỗ, thậm chí ung dung rút súng. Không ngờ con động vật kích thước lớn này lại bị bắn chết dễ dàng như vậy. Những người khác thấy vậy chạy quay lại, mọi người nhìn kỹ lại đây là một con gấu Bắc Cực. Nhưng gấu Bắc Cực tại sao lại xuất hiện ở trong rừng? Điều này không hợp lý chút nào. Nhưng mọi người càng quan tâm đó là tại sao trên người James lại có súng. Cho dù anh ta giải thích tìm được trên xác chết nhưng mọi người không hề tin anh ta. Dù gì bây giờ mọi người đều mắc kẹt trên đảo, chỉ có một mình anh ta có súng. Đây là một chuyện khác. Quan trọng là hôm qua có người phát hiện anh ta là một tội phạm bị áp tải. Mọi người có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Vào lúc James ra sức giải thích với mọi người, Kate đứng phía sau nhân cơ hội cướp lại súng rồi tháo hộp đạn ra, trả súng cho James, còn đạn giao cho Sayid có mâu thuẫn với James. Làm như vậy là cách an toàn nhất. James cũng cạn lời, rõ ràng là anh ta dũng cảm nổ súng cứu mọi người, nhưng không được cảm ơn mà còn bị nghi ngờ. Sau đó mọi người tiếp tục lên đường, cuối cùng đến một vùng đất vừa cao vừa rộng thanh thang. Sayid mở bộ đàm bắt tín hiệu, hy vọng vô cùng nhỏ bé, nhưng đây là hy vọng duy nhất của họ. Sau một hồi thử quả thật nghe được giọng phụ nữ từ bộ đàm nhưng hình như là tiếng Pháp, với lại chỉ lặp lại đúng một câu. Ở đó có một cô gái nghe hiểu một chút tiếng Pháp. Thông qua phiên dịch mọi người mới biết đây là tín hiệu cầu cứu của một người phụ nữ người Pháp, khiến mọi người tuyệt vọng nhất là âm thanh này đã lặp đi lặp lại 16 năm rồi. Rất rõ ràng trước khi họ đến hòn đảo này còn có những người khác và gửi tín hiệu cầu cứu 16 năm trời nhưng không ai đáp lại. Trong lòng mọi người vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ hòn đảo này không tồn tại trên trái đất, sao người ngoài lại không nhận được tín hiệu bộ đàm của họ? Nếu toàn bộ tín hiệu đều không thể ra khỏi hòn đảo này, vậy càng khiến mọi người trở nên hoang mang. Cho dù kết quả không mấy khả quan sau khi quay về bãi biển nói chuyện này cho những người còn lại, nhưng chỉ là nói bộ đàm không thể gửi tín hiệu ra ngoài, còn về giọng nói cầu cứu 16 năm đó, do sợ gây ra hoang mang, 6 người bọn họ bàn bạc không nói ra chuyện này, trước mắt chỉ có thể dặn mọi người tiết kiệm thức ăn, vì đội cứu viện có khả năng sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm họ. Sau đó mọi người chia thành 3 đội, một đội thu thập toàn bộ thức ăn, một đội thu thập nguồn nước với đồ đựng nước để dùng lúc mưa, đội cuối cùng cần thu thập thiết bị điện tử. Sayid định tạo ra một thiết bị phóng đại tín hiệu rồi thử xem có thể phóng tín hiệu bộ đàm ra xa chút không. Mặc dù mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng nhưng vào lúc này trong lòng họ vẫn còn hy vọng, nhất định sống sót được. Con Jack luôn chăm sóc người bị hôn mê. Trong cơn mê man, người đó nói hai câu. Trong túi anh ta có một bức ảnh, nhắc Jack phải cẩn thận người phụ nữ trong ảnh vì cô ta là một người nguy hiểm. Khi Jack nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, trong lòng vô cùng khó hiểu. Anh mới quen biết Kate được 2 ngày, nhưng anh không phát hiện vấn đề gì. Jack vốn định hỏi cho rõ nhưng người đàn ông này chỉ lặp đi lặp lại 2 câu đó, nhưng lại không nói rõ. Do vết thương của anh ta nhiễm trùng quá nghiêm trọng, sức khỏe không mấy lạc quan, Jack cũng nghĩ anh ta sống không nổi vài ngày nữa. Do không có thuốc chữa trị, người đàn ông đau đớn rên rỉ, làm những người khác không ngủ được. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, chia bằng tiện anh ta đi cho rồi. Nhưng Jack là một bác sĩ không thể làm ra chuyện này, Kate cũng không dám. Cuối cùng cô đưa hộp đạn cho James, còn James cũng nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thiết của người đàn ông. Đương nhiên hiểu được ý của Kate, chỉ là phán đoán của anh ta xảy ra sai sót. Anh chỉ định nổ một phát súng, kết quả bắn lệch. Mặc dù vẫn là chết nhưng không chết luôn, Jack thấy vậy cũng từ bỏ cứu chữa. Sáng hôm sau người đàn ông đã qua đời, còn Kate cũng biết bức ảnh của mình bị phát hiện. Cô trực tiếp tìm đến Jack, định kể lại mọi chuyện và tại sao lại bị nói là nhân vật nguy hiểm. Nhưng Jack lại ngăn cản cô, vì ai cũng có bí mật riêng của mình, không cần phải nói hết ra. Huống chi bọn họ còn ở một nơi heo hút thế này, không biết có thể rời khỏi đây không. Ai cũng tin bọn họ sẽ được cứu, có lẽ quên đi chuyện quá khứ là tốt nhất. Do đội cứu viện mãi không đến, thức ăn của bọn họ không còn bao nhiêu, có người thậm chí đánh nhau vì một túi đồ ăn. Nếu không tìm được thức ăn, tình hình sẽ càng gay go. Lúc này một người đàn ông đầu trọc tên Luck đứng ra, nói có thể đi săn mồi lấy thức ăn. Hòn đảo này sẽ có không ít động vật, đàn lợn rừng đến gặm xác người tối qua chắc ở gần đây. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là Luck lại có mấy chục con dao, người bình thường ai lại đem một thùng dao lên máy bay. Cho dù tìm khắp máy bay cũng không tìm được con dao gọt hoa quả nào. Khi đối diện với sự nghi hoặc của mọi người, Lớp cũng không đưa ra bất cứ giải thích nào, sau đó đưa theo 2 người khác cùng vào rừng đi săn.
Lốc có kinh nghiệm đi săn có thể phát hiện dấu vết lợn rừng để lại trên đường. Vào lúc sắp đến khu vực của lợn rừng, Lốc luyện tập giao tiếp bằng tay với hai người còn lại. Không ngờ người đàn ông tên Michael lại nói không hiểu ông ta đang nói gì. Giọng Michael đã kinh động đến lợn rừng, sau đó tiếng rú của lợn rừng vang lên. Một con lợn rừng lao đến trước mặt ba người. Lốc lập tức kéo Kate lùi về sau, còn Michael không biết tránh đi đâu, sau đó bị lợn rừng xô ngã xuống đất, chân còn bị răng nanh lợn rừng đâm thủng một lỗ. Lốc nhìn hướng bỏ chạy của lợn rừng, rồi nhìn Michael bị thương, dặn Kate mau đưa anh ta quay về chỗ ở. Ông ta sẽ đuổi theo lợn rừng, một mình ông ta đi săn mồi sẽ dễ dàng hơn. Là một cựu quyền anh chuyên nghiệp, trong mắt Lốc, sức của lợn rừng yếu hơn một đấm của con người. Với lại trong tay ông còn có dao. Lốc lặng lẽ di chuyển trong rừng, đợi thời cơ lợn rừng xuất hiện. Cuối cùng có tiếng lợn rừng vang lên phía trước, nhưng tiếng lợn rừng là tiếng giãy giụa khi bị tấn công. Xem ra còn có thợ săn khác đến trước Lốc một bước. Ông ta không dám đi lên, nhìn khu rừng rậm trước mặt, ông ta sợ hãi lùi về sau. Tiếp theo đó, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt Lốc. Cho dù ông ta chinh chiến nhiều năm nhưng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng không khỏi sợ sệt. Ở bên này, Michael và Kate vẫn chưa quay về chỗ ở vì cô mạo hiểm tham gia săn mồi là còn có nhiệm vụ khác, chính là thử dùng bộ đàm phát tín hiệu. Sau khi được Said sửa lại, có khi tìm được tín hiệu từ nơi khác, Kate vừa trèo lên thân cây, đang định bật bộ đàm. Khu rừng gần đó có tiếng gầm gừ của quái vật. Cô giật mình làm rơi thiết bị xuống đất, thế là hai người chỉ đành quay về. Kate đưa bộ đàm bị hỏng cho Said sửa. Nhìn Michael bị thương quay về tay không và Lốc mất tích, mọi người đều biết kế hoạch săn mồi của họ thất bại. Trong lúc ba bọn họ đi săn lợn rừng, những người khác cũng không rảnh rang gì. Có người làm xiên bắt cá thô sơ, định bắt cá dưới biển hoặc là tìm chút hải sản. Bắt được cá cũng không thể chia cho tất cả mọi người. Trời dần tối khi mọi người tưởng Lốc đã gặp nạn, một bóng người đẫm máu đi ra từ trong rừng. Còn tay ông ta kéo xác một con lợn rừng. Lốc không nói với người khác mình đã gặp chuyện gì, chỉ là nói mình khá tốn sức khi giết con lợn rừng này. Con lợn hơn 50 cân, đủ cho mọi người ăn trong vòng vài ngày. Chỉ vì mấy ngày liên tiếp không được ngủ ngon, Jack xuất hiện ảo giác. Anh thường thấy người đàn ông mặc vest vô cùng kỳ lạ, đứng từ xa nhìn anh. Đối phương không phải người sống sót. Mỗi khi Jack muốn lại gần xem thì người mặc vest sẽ lập tức biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Những người khác đều cho rằng Jack làm việc quá sức nên xuất hiện ảo giác. Do trong số mấy chục người sống sót chỉ có Jack là bác sĩ, với lại ai gặp vấn đề cũng tìm anh giúp đỡ. Jack chỉ đành rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của mình, xử lý hàng đống chuyện vặt vãnh. Mấy tối hôm nay anh ngủ chưa đến 2 tiếng, đây đã là ngày thứ 6 kể từ khi bọn họ mắc kẹt trên hòn đảo này. Cứ tưởng sẽ có cứu viện nhưng mãi không có ai xuất hiện, có những người cảm thấy tuyệt vọng. Càng quan trọng là bọn họ đang phải đối mặt với vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nước ngọt đã cạn kiệt, Jack nhìn mấy chục chai nước cuối cùng, mỗi người một ngụm e rằng không đủ. Với lại con lợn rừng bắt hôm qua cũng sắp hết rồi, muốn nhất là phải tìm được thức ăn vào ngày mai. Tình hình này nhất định không thể nói với mọi người, không thì lại vì thức ăn và nước xảy ra tranh chấp. Charlie và Hugo hỏi Jack nên đặt thùng nước cuối cùng ở đâu và tiếp theo nên đi đâu tìm thức ăn. Còn Jack lúc này đang vô cùng căng thẳng, anh không kìm được cơn tức giận, mất kiên nhẫn nói mình cũng không biết làm sao. Anh cũng không phải người lãnh đạo, tại sao phải tìm cách giải quyết. Và chính lúc này Jack lại nhìn thấy người đàn ông mặc vest, lần này anh không hề do dự trực tiếp chạy về phía đối phương. Vào lúc Jack sắp đuổi kịp, đối phương lập tức biến mất rồi lại xuất hiện ở một chỗ khác. Nhưng mà anh chỉ nhìn thấy phía sau đối phương. Jack phát hiện người đàn ông đó rất giống bố mình, làm anh càng thêm tò mò. Bố anh tại sao lại xuất hiện ở đây? Jack cứ cắm đầu đuổi theo. Trong khu rừng có địa hình phức tạp, Jack cứ chạy, không cẩn thận rơi xuống dốc núi. Sau khi lăn lộn một hồi suýt nữa thì rơi xuống. May mà Jack kịp thời tóm được rễ cây, treo lơ lửng bên vách núi. Nếu lúc nãy không có rễ cây rơi từ chỗ cao thế này xuống bãi đá, cho dù không chết cũng chảy ra chóc vảy. Jack thử trèo lên trên nhưng anh đã thấm mệt, tay tóm rễ cây cứ tuột xuống. Vào lúc này có một bàn tay xuất hiện, là Lốc phát hiện ra anh. Dưới sự giúp đỡ của ông ta, Jack trèo được lên trên. Mặc dù suýt thì ngỏm nhưng Jack lại cười nắc nẻ vì phía dưới vách núi là một con suối, không ngoài dự đoán nhất định là nước ngọt. Jack nói với Lốc mình nhìn thấy ảo giác, nhưng không ngờ Lốc lại tin điều anh nói vì hòn đảo này không hề bình thường, có những chuyện không thể giải thích nổi. Lốc nói mình cảm nhận được hòn đảo này có phép thuật, còn Jack nghe xong cũng khó hiểu. Để đi tìm thượng nguồn của con suối, Jack men theo con suối đi một đoạn đường dài, cuối cùng phát hiện một hang động, bên trong còn có mảnh vỡ máy bay. Nhưng khiến Jack sững sờ nhất là trong hang động có nguồn nước ngọt dồi dào, nơi này sẽ là một chỗ ở thích hợp. Trên bãi biển lúc này, những người sống sót ngồi lại với nhau, Charlie đang cãi nhau với người khác chỉ vì anh ta giấu ba chai nước, còn những người khác không có nước uống. Cho đến khi Jack xuất hiện, bọn họ mới dừng cãi nhau. Jack suy nghĩ giây lát rồi nói với mọi người. Với tình hình hiện tại, đội cứu viện không thể đến ngay được, đề nghị mỗi người nên chuẩn bị kế hoạch sinh tồn lâu dài trên đảo, thậm chí có khả năng ở lại đảo cả đời, cho nên hãy cố gắng đừng xảy ra mâu thuẫn với người khác. Cuối cùng anh nói tìm được một hang động có nguồn nước ngọt, ngày mai cho một vài người đi theo mình đến đó xem.
Charlie lén lút lấy một túi mai thúy, đang định tận hưởng một mình. Lộc bỗng xuất hiện phía sau bảo anh ta cấm nhúc nhích. Thì ra dưới chân anh ta có một tổ ong, chỉ cần anh di chuyển tổ ong sẽ bị anh ta đạp vỡ. Đến lúc đó đàn ong sẽ bắt đầu tấn công bọn họ. Trước mắt đã có hàng chục con ong bay đậu lên người Charlie, anh ta giữ tư thế không dám động đậy. Jack lúc này tìm được một chiếc vali đang định úp tổ ong lại, nhưng ong trên mặt Charlie ngày càng nhiều. Anh ta quả thực không chịu được liền giơ tay lên đập. Kết quả trượt chân dẫm nát tổ ong, ba người còn lại khiếp đảm vội co ro bỏ chạy. Đàn ong nổi giận lập tức tấn công bọn họ, Charlie và Locke chạy vào rừng. Còn Jack và Kate vừa cởi áo đuổi ong vừa chạy vào trong hang động. May mà bọn họ chia nhau ra chạy, đàn ong cũng chia ra đuổi, bọn họ nhanh chóng thoát khỏi đàn ong. Ngoài Charlie là tên đầu têu bị trích nhiều nhất ra, ba người khác đều không sao. Lúc này bọn họ cũng nhìn được rõ hang động, đây chính là hang động có nguồn nước ngọt mà Jack nói. Bốn người nghỉ ngơi một lúc, cầm chai nước mang theo đựng đầy nước, nhưng Jack lại thấy bọn họ nên cho mọi người chuyển từ bãi biển đến hang động này. Vì tính theo lượng nước uống của 46 người, có nghĩa rằng mỗi ngày phải đi một đoạn đường dài đi lấy nước mới đáp ứng nhu cầu của mọi người. Như vậy rất rắc rối, còn hang động này là một nơi ở rất phù hợp, thậm chí có thể tránh được tấn công của động vật nguy hiểm. Ngược lại trên bãi biển mưa xuống còn chẳng có chỗ trú, tóm lại hang động này mới là nơi sinh tồn lâu dài của mọi người. Với lại Jack cho rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có đội cứu viện đến đây. Dù gì đã một tuần kể từ vụ rơi máy bay, người bên ngoài vẫn chưa phát hiện ra hòn đảo này, cho nên bọn họ phải chuẩn bị kế sinh tồn lâu dài trên hòn đảo này. Đến lúc đó chỉ cần cho hai người ở lại bãi biển đợi cứu viện là được. Nhưng khi Jack quay về bãi biển nói đề xuất này cho mọi người thì có một vài người không chịu rời đi. Xế sẽ ở lại bãi biển đợi cứu viện, anh ta nghĩ lỡ may bọn họ vừa đến hang động, đội cứu viện liền xuất hiện, bỏ lỡ mất cơ hội thoát khỏi đây. Anh ta không muốn như vậy, không muốn mắc kẹt ở đây cả đời. Michael cũng có suy nghĩ đó, anh ta chỉ muốn đưa con trai Watt rời khỏi nơi quái quỷ này, cho nên anh ta quyết định ở lại bãi biển đợi cứu viện. Khiến Jack không ngờ nhất là Kate có quan hệ tốt với anh lại không chịu chuyển đến hang động. Không biết lý do tại sao còn có chút hậm hực, nhưng mà vẫn có một bộ phận người đồng ý đi theo Jack đến hang động. Vì điều kiện sinh sống trên bãi biển rất kém, Hugo còn nói Jack đi đâu mình sẽ đi theo đó. Cùng lúc này, Charlie và Locke còn ở hang động đợi những người khác. Charlie lại một mình lẻn ra ngoài, cầm túi mai thúy định tận hưởng một mình. Locke xuất hiện trước mặt anh ta, ông ta đương nhiên biết trong tay Charlie đang cầm cái gì. Locke khuyên anh ta tốt nhất nên cai thứ này, không thì sẽ không còn đường cứu. Charlie nói trừ khi bây giờ tìm được cây đàn guitar của anh ta, không thì thứ này là niềm vui duy nhất. Lúc máy bay rơi vỡ, mỗi phần rơi mỗi chỗ, nhưng phần lớn đều hư hại nặng. Charlie biết khả năng tìm lại guitar của mình rất nhỏ, còn Locke vô cùng tự tin đảm bảo với anh ta. Chỉ cần anh ta giao túi mai thúy cho mình, ông ta sẽ giúp Charlie tìm lại cây đàn guitar. Anh ta bán tin bán nghi nhìn đối phương, sau một hồi do dự đã lựa chọn đưa túi mai thúy cho Locke. Cậu ngẩng đầu lên xem. Khi màn đêm buông xuống, Jack cũng đưa một số người sống sót đến hang động. Hugo than thở quãng đường không gần như Jack nói, nhưng sau khi bọn họ thấy trong hang động có nước đều vô cùng kích động, xem ra họ sẽ không phải chết khát nữa. Trên bãi biển lúc này còn lại Kate và một số ít người không chịu rời đi, bọn họ ngồi xung quanh đống lửa, trong lòng đều mong chờ sáng mai sẽ có đội cứu viện đến. Nhưng hy vọng này nhỏ bé chừng nào Kate hiểu rõ hơn ai hết. Một mình Charlie đi vào trong rừng chập trùng nguy hiểm, nhưng quay đầu nhìn phát hiện đồng đội phía sau đều biến mất. Anh ta vội gọi tên đối phương nhưng đáp lại chỉ có tiếng động vật. Charlie sợ chạy té khói, chỉ thấy một con lợn rừng dữ tợn đuổi theo phía sau, nếu bị răng nanh đâm phải thì thốn biết bao. Vào lúc lợn rừng sắp đuổi đến, bỗng một cái bẫy rơi xuống, tóm được con lợn rừng, Charlie sững sờ nhìn cảnh này. Lúc bỗng đi ra, thì ra ông ta cố ý cho Charlie làm mồi nhử bắt lợn rừng, con lợn rừng đủ để mọi người ăn được 2 ngày. Charlie nhận ra mình bị gài bẫy, có chút bất mãn, ánh mắt hậm hực nhìn Locke, bắt ông ta trả lại túi mai thúy cho mình. Cũng chỉ mới qua một ngày, Charlie cảm thấy vô cùng khó chịu, đồng thời biết được mình không cai nổi. Cho dù đánh đàn guitar có thể xoa dịu, nhưng tác dụng không bằng mai thúy. Locke suy nghĩ giây lát rồi nói với Charlie có 3 cơ hội, bây giờ là cơ hội đầu tiên. Nếu anh ta đòi lần thứ 3, Locke sẽ trả lại cho anh ta, nhưng mọi việc anh ta làm đều đổ sông đổ biển, chỉ có thể dãy ruộng trong đau khổ. Charlie quay về hang động chưa được bao lâu bắt đầu lục lọi túi thuốc. Jack tò mò hỏi anh ta đang làm gì. Charlie hoảng loạn nói mình đau đầu, muốn tìm chút thuốc giảm đau. Cảm giác cai nghiện khiến Charlie trở nên bất thường. Anh ta muốn làm việc gì đó để phân tâm, thế là chạy đi tìm Jack xin giúp đỡ. Nhưng hang động trên đầu hai người bỗng sụp xuống, tiếng động lớn khiến những người khác chú ý đến. Charlie may mắn chỉ dính bụi, còn Jack lại bị kẹt sâu bên trong động. Mọi người nhanh chóng đào đá cứu Jack ra. Charlie thấy không đủ người vội chạy về bãi biển tìm người khác giúp đỡ. Sau khi nghe tin Jack bị mắc kẹt, Michael và mọi người lập tức chạy đến hang động. Charlie truyền tin xong không quay về hang động giúp đỡ mà lẻn ra ngoài tìm Locke đang làm thịt lợn rừng. Đúng vậy, anh ta lại lên cơn nghiện. Charlie không cai nổi quyết định từ bỏ, thế là tìm đến Locke đòi lại túi mai thúy. Locke nhìn anh ta rồi đi đến bên một thân cây cho Charlie nhìn một thứ. Đây là kén của bướm đêm.
Locke nói với Charlie anh ta là con bướm trong cái kén này, vẫn còn dãy giụa trong đau đớn. Một khi thời cơ đến phá kén ra ngoài sẽ có cuộc sống mới, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mà nếu lúc này dùng dao rạch kén, mặc dù con bướm có thể bay ra ngoài, nhưng nó không thể sinh tồn ở thế giới bên ngoài. Charlie hiểu như không hiểu nhìn Locke. Locke cũng giơ túi ma thúy, nói đây là cơ hội thứ hai, nếu có lần thứ ba ông ta sẽ trả lại. Mọi người trong hang động lúc này đang bàn bạc cách cứu Jack ra ngoài. Do quá nhiều đá vỡ đè lên trên, thậm chí còn không biết Jack còn sống hay không. Michael là kỹ sư công trình phát huy sở trường nghề nghiệp của mình. Để tránh cho sụp đổ lần hai, anh ta quan sát kết cấu tường ở gần khu vực sụp đổ, rồi cho mọi người đào ở vị trí an toàn. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu có một người gầy nhỏ treo vào trong là cách tốt nhất. Lúc này Charlie đúng lúc quay về, anh ta tự tin mình có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Sau đó chui vào trong từ lỗ đá mọi người đào được. May mắn là anh ta phát hiện Jack vẫn còn sống, đá rơi bao vây anh bên trong, với lại trên người có nhiều vết thương. Vào lúc Charlie đi vào chưa được lâu, nơi mọi người vừa đào được lại sụp đổ tiếp, Charlie hoảng loạn. Nhưng anh ta biết nếu muốn thoát khỏi đây thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Những người bên ngoài thấy vậy cũng lo sợ. Lúc nãy chỉ có một người bị mắc kẹt, bây giờ hai người đều bị mắc kẹt bên trong. Kate nhận được tin cũng tức tốc chạy đến. Biết Jack vẫn còn trong đống đổ nát, sống chết chưa rõ, Kate mặc kệ can ngăn xông lên đào lớp đất đá. Mọi người thấy vậy cũng lập tức hỗ trợ, trong lòng hy vọng Jack và Charlie vẫn còn sống. Vào lúc mọi người ra sức đào, Jack và Charlie lại đi từ ngoài vào trong. Kate đang ra sức đào đá thấy vậy liền chạy tới ôm lấy Jack. Mọi người đều tò mò sao bọn họ thoát ra ngoài được. Jack nói nhờ có Charlie nhanh trí nghĩ được cách đào đất từ dưới lên nên mới thoát được. Mọi người nghe vậy đều không phục Charlie. Hang động chỉ sụp đổ khu vực nhỏ nên Jack nghĩ nơi này vẫn phù hợp để sinh sống. Kate nói mình sẽ ở lại đây với Jack. Đám người Michael trước đó không đồng ý đến đây, sau khi thấy nơi này cũng không muốn quay về bãi biển nữa. Đến tối Charlie lại tìm tới Locke, lúc này trên mặt anh ta toàn là mồ hôi, xem ra muốn cai ma thúy không hề dễ. Cho dù làm ra nhiều cố gắng như vậy, Charlie vẫn đòi lại đồ của mình lần thứ ba. Locke nhìn Charlie có chút tiếc nuối và khó hiểu, nhưng vẫn đưa túi ma thúy cho anh ta. Nhưng sau khi anh ta có được thứ mình ao ước, anh ta lại do dự, vì bây giờ anh ta sắp cai được ma thúy rồi. Sau vài giây suy nghĩ, Charlie đã dứt khoát đem túi ma thúy xuống đống lửa, anh ta không muốn nỗ lực của mình đổ sông đổ bể. Locke thấy cảnh này cũng mỉm cười hài lòng, ông ta đã không nhìn nhầm. Charlie đã cai nghiện thành công, anh ta lúc này như được sống lại, giống như con bướm đêm phá kén bay ra. Sau một tuần sự cố xảy ra, những người sống sót vẫn mòn mỏi chờ đội cứu viện đến. Trong tình hình thức ăn và nguồn nước thiếu hụt trầm trọng, thuốc thang càng khan hiếm hơn, cô gái mắc bệnh hen suyễn đang trong cơn nguy kịch. Trừ khi tìm được hộp thuốc trong vali của cô ấy, không thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi máy bay rơi xuống, mảnh vỡ máy bay rải rác khắp nơi, tìm lại vali là việc rất khó. Anh trai của Shannon tình cờ nhìn thấy có người giấu một đống đồ, trong số đó có vali của Shannon. Thế là nhân lúc đối phương không có ở đó, lén lút đi tìm hộp thuốc, nhưng bị James bắt tại trận, cuối cùng bị đánh một trận. Jack biết được chuyện này vô cùng tức giận, James rõ ràng lấy vali của người khác làm của riêng, còn không chịu trả cho người ta. Jack trực tiếp tìm đến James đòi hộp thuốc, không thì Shannon sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng James nghe xong không hề lo lắng, còn cười nói đồ trên hòn đảo này đều là vật vô chủ, ai nhặt được là của người đó. Brian đến trộm đồ của mình, đáng bị đánh. Jack nhìn bản mặt rừng rưng không bận tâm của anh ta. Sau một hồi gặng hỏi, James vẫn không chịu nói hộp thuốc hen suyễn ở đâu. Mọi người đều bị mắc kẹt trên đảo, rất khó sinh tồn. Còn James lại không có tinh thần đồng đội chút nào. Cả ngày nằm trên bãi biển, chẳng cống hiến được gì cho đội nhóm thì đã đành. Bây giờ lại giấu thuốc cứu người. Đây không phải hại người sao? Với lại bệnh tình của Shannon ngày càng nghiêm trọng, lần sau phát bệnh e rằng sẽ chết luôn. Mạng người quan trọng, Jack chỉ đành dùng biện pháp mạnh. Lúc này Seid có mâu thuẫn với James tìm tới anh. Seid nói mình từng đi lính mấy năm, sở trường là thẩm vấn người khác, bảo Jack cứ giao cho mình là được. Thế là hai người nhân lúc James ngủ trưa liền trói anh ta. Cứ tưởng đánh anh ta một trận anh ta sẽ ngoan ngoãn nói ra. Nào ngờ James là một tên cứng đầu, cho dù đánh thế nào cũng không chịu nói. Ngược lại còn khiêu khích hai người. Jack và Seid nhìn nhau vậy chỉ đành mạnh tay hơn. Thế là Seid áp dụng hình thức tra tấn, dùng gai nhọn đâm vào đầu ngón tay. James đau đớn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cho dù là vậy anh ta vẫn không nói ra hộp thuốc hen suyễn ở đâu. Sau đó nhìn hai người rồi nói một câu bảo Kate đến đây. Anh ta chỉ nói cho một mình cô biết. Hết cách, Jack chỉ đành gọi Kate tới. Sau khi thấy cô đến, James nở nụ cười nham hiểm và nói có thể nói hộp thuốc ở đâu, nhưng điều kiện là cô phải hôn mình. Kate vốn định từ chối yêu cầu vô lý này của anh ta, nhưng nếu không có thuốc Shannon sẽ chết. Cô hy sinh chút nhỏ này cứu được một mạng người cũng đáng. Thế là sau một hồi do dự, Kate hôn James. Xong chuyện cô đang định đi lấy thuốc, James lạnh lùng nói một câu. Từ đầu đến cuối anh ta chưa từng thấy hộp thuốc hen suyễn. Lúc đó nhặt được chiếc vali trong đồng rác, trong vali chẳng có gì cả. Kate nghe xong nhìn biểu cảm của James biết anh ta không hề nói dối. James đang cố ý trêu đùa cô. Kate tức giận cho anh ta ăn cùi trỏ. Khi cô nói việc này cho Jack và Seid, hai người vô cùng tức giận, với lại còn không tin bọn họ mất công nửa ngày chơi, cuối cùng bị James chơi xỏ. Hai người chỉ đánh quay về tiếp tục tra hỏi anh ta, nhưng James đã nhân cơ hội thoát khỏi dây chói, vật lộn với Seid. Hai người vốn đã có mâu thuẫn, Seid đang tức đâm con dao trong tay lên người James, đúng lúc cắt đứt động mạch của anh ta. Nhìn máu tuôn ra không ngừng, ba người họ cũng bình tĩnh lại. Jack vội xử lý vết thương cho James, không thì anh ta sẽ mất máu quá nhiều mà chết.
Lúc này Jack cũng tin James quả thực không biết hộp thuốc ở đâu, nhưng anh ta cứ thích gây chuyện, quả thực đáng ăn đòn. Nếu không biết thì nói không biết, còn James lại cười khẩy nói mình rất ghét bọn họ ra vẻ tốt bụng giúp đỡ người khác. Xử lý vết thương cho James xong, bọn họ quay về hang động, nhìn thấy một cô gái đang đắp thuốc lá cho Shannon. Bệnh tình của Shannon có chuyển biến tốt, mặc dù bọn họ không tìm được hộp thuốc nhưng có thể dùng thuốc lá thay thế, cũng tạm thời yên tâm. Jack là bác sĩ cũng không phục kiến thức y dược của cô gái này, nhưng vì chuyện này mà Jack, Said và James làm ầm cả lên. Said suýt nữa thì giết James, anh ta cũng cảm thấy áy náy. Anh ta rời khỏi đội đến chỗ khác trên đảo xem thế nào, coi như dò đường cho mọi người. Said phát hiện có thứ gì đó trên bãi cát, đào lên thì là một sợi dây, một đầu xuống biển, một đầu vào trong rừng, với lại còn rất dài. Thế là Said đi theo sợi dây, cho đến khi vào khu rừng rậm mới dừng lại. Từng là lính đánh trận trên chiến trường, Said tinh mắt phát hiện sợi dây thép mỏng dưới đất, có người cố tình đặt bẫy, nhưng loại bẫy sơ sài này đâu dễ gài được anh ta. Said dừa chân bước qua sợi dây thép, nhưng anh ta không ngờ ngoài sợi dây thép ra còn có một cái bẫy khác. Ngay lập tức Said bị treo ngược lên trên, sau đó bị một cánh cây nhọn đâm phải rồi ngất đi. Khi Said tỉnh lại phát hiện mình đang trong một căn lều ẩm ướt tối tăm, còn bị trói trên một chiếc giường sắt. Một người phụ nữ đầu tóc rối bù cảnh giác nhìn anh ta. Said nghe đối phương nói tiếng Pháp, lập tức nhớ tới âm thanh cầu cứu của một người phụ nữ Pháp qua bộ đàm. Không ngoài dự đoán, đây chính là người phụ nữ người Pháp mắc kẹt 16 năm trên đảo. May mà bà ta biết nói tiếng Anh. Said vội giải thích gặp sự cố máy bay nên mắc kẹt trên hòn đảo, vô tình sa phải bẫy của bà ta, không có ác ý. Ngoài anh ta ra còn có hơn 40 người nữa, nhưng người phụ nữ này nghe xong không hề tin, với lại bà ta có vẻ hơi hâm hâm, liên tục tra hỏi Said, đụng tí là dí điện lên người anh ta, bắt nói sự thật. Nếu nói lung tung sẽ giết anh ta. Said bất lực đành nghĩ cách khác. Nhìn thấy bà ta chơi hộp nhà không có âm thanh, xem ra nó đã bị hư, thế là Said nói mình có thể sửa. Bà ta cũng do dự, nhưng vẫn rất cảnh giác, tiêm thuốc an thần cho Said, tránh cho anh ta bỏ chạy, sau đó trói anh ta lên ghế bắt sửa hộp nhạc. Said rất giỏi sửa chữa máy móc, chẳng mấy chốc đã sửa xong. Lúc này thái độ của đối phương cũng thay đổi, tin tưởng Said hơn, sau đó liền nói tình cảnh của mình ra. Thì ra người phụ nữ tên Daniel này thuộc một đội thám hiểm, vì tàu gặp sự cố đội thám hiểm tình cờ trôi giạt lên hòn đảo này. Trong 2 tháng sau đó bọn họ tìm mọi cách cầu cứu bên ngoài, nhưng không đợi được cứu viện, các đồng đội sau đó lần lượt chết hết. Chỉ có một mình Daniel sống sót, thứ tấn công bọn họ được Daniel miêu tả vô cùng kỳ lạ, giống loài quái vật nào đó. Said không tài nào hiểu nổi, anh ta cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề, nhưng có thể nhìn ra bà ta rất hoảng sợ. Cũng chính nguyên nhân này Daniel luôn sống ẩn nấp trong hang động. Vào lúc này một tiếng gầm rú đáng sợ vang lên, Daniel lập tức cầm súng trèo ra ngoài, bà ta không thèm bận tâm đến Said nữa. Sau khi Daniel ra ngoài, Said lập tức cởi trói, sau đó lấy khẩu súng còn lại đuổi theo, nhanh chóng đuổi kịp bà ta, Said chĩa súng lên người Daniel. Anh ta chỉ muốn quay về, thoát khỏi người phụ nữ điên khùng này, nhưng Daniel muốn Said ở lại. Cuộc sống cô độc 16 năm nay khiến bà ta không tài nào chịu nổi, có người nói chuyện sẽ đỡ hơn nhiều. Nhưng không biết vì sao Daniel đã nghĩ thông suốt không bắt Said ở lại với mình nữa, bảo anh ta mau rời đi, nhưng từ chối theo Said quay về tập hợp với những người sống sót khác. Những người sống sót này đã mắc kẹt một tuần trên hòn đảo, có người đã mất niềm tin vào đội cứu viện, chuẩn bị kế hoạch sinh tồn lâu dài trên đảo. Có người tìm được một mảnh đất rộng, đánh gôn giải tỏa áp lực, nhưng vẫn có người tin rằng đội cứu viện sẽ nhanh chóng tới tìm họ. Thai phụ này sắp sinh rồi, tinh thần của cô ấy rối loạn không ổn định, hầu như tối nào cũng nằm mơ. Tối qua nằm mơ thấy có người muốn giết cô. Cho dù mọi người tìm khắp nơi cũng không phát hiện ra hung thủ, nhưng Claire kiên quyết nói có người muốn hại mình. Thế người khác không tin, cô quyết định rời khỏi hang động, quay về bãi biển sẽ an toàn hơn. Charlie quan tâm tới Claire, anh ta cùng cô quay về bãi biển. Mọi người đều thông cảm cho Claire là vì sắp đẻ nên quá căng thẳng, dẫn tới chứng ảo giác. Bây giờ mấy chục người mắc kẹt trên đảo, ai lại khùng tới mức hãm hại một thai phụ chứ? Hugo rảnh rỗi đi điều tra thông tin từng người một, xem ai là kẻ tình nghi. Anh ghi chép họ tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân của mỗi người. Cuối cùng tìm được một danh sách hành khách trên máy bay. Trước đó đã có người gạch tên người gặp nạn ra khỏi danh sách, còn lại là những người sống sót. Nhưng khi Hugo đối chiếu thông tin của 46 người sống sót đã điều tra được, bất ngờ phát hiện có một người đàn ông tên Ethan, tên của anh ta không có trong danh sách. Anh ta không trên máy bay, chẳng lẽ là cư dân trên hòn đảo này? Lúc này có bóng người yếu ớt quay về hang động, chính là Said đi dò đường mấy ngày trước. Anh ta vội nói cho mọi người một tin tức, hòn đảo này không chỉ có bọn họ, còn có những người khác. Mọi người nghe xong đều nhận ra có điều chẳng lành. Có người nói lúc nãy thấy Ethan đi về phía bãi biển, không ngoài dự đoán Claire và Charlie có thể bắt gặp Ethan. Không ai biết người này có nguy hiểm hay không, tại sao lại che giấu thân phận, trà trộn vào số những người sống sót. Nhưng anh ta nhất định có ý đồ xấu. Claire và Charlie lúc này đang gặp nguy hiểm, Jack và mọi người lập tức chia nhau đi tìm. Chỉ là lúc bọn họ đuổi ra thì trời đổ cơn mưa, khiến dấu chân trên đường trôi sạch, muốn đuổi theo càng khó. Sau nửa ngày tìm kiếm, mưa cũng dừng lại, Jack và Kate nhìn thấy một cái xác trên cây. Charlie bị dây trói trên cây không còn động đậy, hai người vội cứu anh ta xuống. Cho dù không còn nhịp tim nhưng Jack không muốn từ bỏ, liên tục cấp cứu hồi sức cho Charlie. Vào lúc anh định từ bỏ, Charlie cũng tỉnh lại.
Mọi người tưởng Charlie sẽ biết được manh mối quan trọng nào đó, nhưng không ngờ anh ta do quá sợ hãi ngồi thẫn thờ nói không nhớ gì hết, cả người anh ta trông như mất trí khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Ethan bắt một thai phụ để làm gì chứ? Hai đội khác ra ngoài đi tìm cũng không phát hiện được gì, chỉ có Love và Brian vẫn chưa quay về. Love giỏi truy tìm tung tích không định từ bỏ. Kate và James đang tắm dưới thác nước, khi bọn họ lặn xuống thì nhìn thấy hai cái xác dưới đáy. Phía dưới xác chết còn có một cái vali, sau một hồi lục tìm trên người xác chết ngoài một ví tiền ra thì chỉ có cái vali này. Nhưng do vali bị khóa không có chìa khóa sẽ không mở được, bọn họ chỉ đành đem về nơi ở rồi tìm cách sau. Kate bề ngoài tỏ vẻ không hứng thú với cái vali này, nhưng đến tối cô nhân lúc James ngủ say định cướp vali đi. Chỉ là James vô cùng đề phòng, hai người tranh nhau cái vali, thấy Kate không chịu nói trong vali có gì. Thế là James cũng không chịu đưa nó cho cô. Kate lườm nhứt James, hết cách chỉ đành từ bỏ. Điều này cũng khiến James càng thêm tò mò. Trong vali rốt cuộc có thứ gì mà khiến Kate nửa đêm nửa hôm đi trộm nó, anh ta sẽ mở ra bằng được. James dùng hai cái kẹp tăm mở khóa vali, nhưng hì hục nửa ngày cũng không mở được. Lúc này Michael gợi ý cho anh ta tìm vật cứng hơn đập vỡ vali. James lập tức làm theo nhưng đập liên tục vào đá mấy lần trước vali vẫn không hề sứt mẻ. Phải nói cái chất lượng chiếc vali này thực sự rất đỉnh. James nghĩ ra cách, cuối cùng anh ném chiếc vali từ trên cao xuống, nhưng khi đáp đất nó vẫn không bị làm sao hết, còn bị Kate ở gần đó lấy mất. James thấy vậy tức giận đuổi theo, nhưng dù sao Kate cũng là một người phụ nữ, về mặt thể lực cô vẫn kém hơn một người đàn ông cường tráng như James. Rất nhanh cô đã bị James đuổi kịp. James cướp lại vali, nhìn thấy vẻ không phục của Kate, James tiếp tục hỏi cô chỉ cần cô nói cho anh biết trong vali có gì, anh sẽ trả lại vali cho cô. Nhưng Kate chỉ im lặng đứng nhìn anh sau đó rời đi. Không còn cách nào khác, Kate quay về hang động tìm Jack nhờ giúp đỡ, bởi vì cô biết chắc chắn Jack có cách giúp cô lấy lại vali. Mà Jack cũng biết thân phận của Kate có chút nhạy cảm, nên anh hỏi cô bên trong giường có chứa thứ gì. Kate do dự một lát, nói trong giường là đồ dùng cá nhân của những quân lính áp giải cô cùng với vài khẩu súng và đạn. Do trong mười mấy người còn sống ở trên đảo không ai có súng cả, viên đạn cuối cùng cũng đã bị dùng mất. Nếu như để James lấy được súng, mọi người sẽ gặp phiền phức lớn, nói không chừng anh ta sẽ dùng súng để báo thù. Đầu tiên hai người lấy được chìa khóa vali trong xác của trưởng quan, sau đó Jack đi ra bãi cát tìm James. James biết mục đích anh đến đây, chắc chắn Jack sẽ không dễ dàng đồng ý giao vali cho anh. Nhưng Jack chỉ nhìn sơ qua vết thương trên tay James, sau đó phán đoán rằng vết thương đó nếu như không được dùng thuốc trong 3 ngày sẽ bị nhiễm trùng, cuối cùng chỉ có thể cắt bỏ. Nếu như bây giờ James đưa vali cho anh sẽ không ngừng thuốc của James. James nghe xong nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trên đảo chỉ có một bác sĩ là Jack, lời Jack nói chắc chắn không sai. Không còn cách nào khác, James chỉ đành đưa vali cho Jack. Nhưng James vẫn tốt bụng nhắc nhở Jack đừng để người phụ nữ đó lừa, tốt nhất anh nên tự mình nhìn xem rốt cuộc trong vali đó có chứa thứ gì. Jack từ trước đến nay vẫn là người cảnh giác, anh không cần James nhắc nhở, sau khi về anh đích thân dùng chìa khóa mở vali ra. Bên trong đúng như những gì Kate nói, trong vali có tổng cộng 3 khẩu súng, còn có 2 xấp tiền và vài đồ lặt vặt. Cuối cùng Jack lấy ra một bức thư nhìn sơ qua, sau đó đưa cho Kate. Anh đoán có lẽ đây chính là thứ cô muốn. Kate chậm chậm mở bì thư ra, cô rút từ bên trong ra một chiếc máy bay mô hình. Jack còn tưởng trong đó có thứ gì quan trọng lắm, ai dè chỉ là một chiếc máy bay mô hình. Nhưng Jack đột nhiên phát hiện ra cái mô hình này rốt cuộc có liên quan đến vụ máy bay gặp sự cố hay không. Anh liền bắt Kate giải thích ý nghĩa của mô hình này. Đây là đồ của người bị tôi giết chết. Mà lúc này ở bên bờ biển, những người còn sống đang vận chuyển hành lý và những mảnh vỡ máy bay lên trên bờ. Bởi vì thủy triều lên nên họ chỉ có thể vận chuyển được một ít. Cho dù Charlie đang khó chịu vì Claire bị bắt đi, nhưng anh cũng bị một bác gái người da đen gọi đến giúp đỡ khiêng đồ. Dường như tất cả những người còn sống đều đến giúp đỡ, nhưng vẫn có một trường hợp ngoại lệ. Shannon ngồi trên bờ biển đọc tạp chí như không có chuyện gì xảy ra, chú ý đến mấy ngày này ít khi nhìn thấy Brian. Cô tò mò hỏi anh và Love đi đâu. Brian nói bọn họ vẫn đang cố hết sức để tìm ra Claire. Mặc dù tin đến nay Claire đã mất tích 4 ngày rồi, nhưng nếu không giải quyết chuyện này, những người còn sống khác sẽ cảm thấy lo sợ. Hơn nữa tên Ethan còn là một nhân tố nguy hiểm. Hai người đàn ông đi vào trong rừng, sau khi vén những lá cây ở dưới đất ra, bỗng lộ ra một cánh cửa bằng kim loại có hình thù kỳ dị. Không có nắm đấm cửa, cũng không có chỗ cắm chìa khóa. Bọn họ đã dùng mọi cách thử 2 ngày trời vẫn không thể mở được cánh cửa này. Cho dù là người có kinh nghiệm dày dặn như Locke cũng không biết phải làm sao. Nhưng bọn họ không nói cho mọi người biết chuyện họ phát hiện ra cánh cửa sắt. Dù sao trên hòn đảo này cũng có quá nhiều điều phi khoa học. Trên thực tế đa số những người còn sống đều cho rằng đây chỉ là một hòn đảo bình thường mà thôi. Nhưng Locke có rất nhiều kiến thức về nguồn năng lượng thần bí trên hòn đảo này. Cùng với lúc khi ông gặp những chuyện không thể nào giải thích được, lúc nào ông cũng cảm thấy kính nể. Brian đột nhiên nói anh muốn nói cho em gái biết sự thật, bởi vì mấy hôm nay cô luôn hỏi anh đang làm gì. Locke nghe xong không ngăn cản anh mà hỏi lại anh một lần nữa để xác nhận. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Locke rút dao ra đánh ngất Brian. Sau khi tỉnh lại, Brian phát hiện ra mình đã bị trói. Locke đang ngồi bên cạnh trộn cái gì đó, anh thắc mắc hỏi Locke tại sao lại trói anh. Đối mặt với câu hỏi của Brian, Locke không trực tiếp trả lời. Ông chỉ nói nên để anh biết đến sự thần kỳ của hòn đảo này. Sau đó ông dùng chất nhầy trong tay xử lý vết thương trên đầu cho Brian. Locke lại phi một con dao găm xuống dưới đất, bảo Brian tự tìm cách thoát thân. Sau đó ông hiên ngang một mình rời đi, để lại Brian chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh không hiểu tại sao lốc lại trói mình lại. Nhìn con dao đang cắm dưới đất, anh muốn cúi xuống nhặt nó lên. Nhưng cho dù anh có cố hết sức để cúi xuống nhưng vẫn không thể nào vơi tới. Brian cho rằng anh bị trói thế này không thể nào tự mình thoát ra được. Cuối cùng anh chỉ đành hét lên kêu cứu. Nhưng chỗ này cách nơi cắm trại của những người còn sống khoảng vài cây số, làm gì có ai nghe thấy tiếng anh kêu cứu. Cứ như vậy anh duy trì tư thế kỳ lạ ấy ngủ thiếp đi. Nhưng đột nhiên tiếng kêu cứu của một người phụ nữ khiến anh thức giấc. Brian còn tưởng có người đi ngang qua, bèn lớn tiếng nhờ đối phương cứu giúp. Nhưng nghe kỹ lại, tiếng này là của em gái anh, Shannon. Hơn nữa Shannon cũng bị trói. Đúng vào lúc này trong rừng truyền đến những tiếng gầm rú của quái vật, Brian đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này anh quan tâm đến sự an toàn của em gái mình hơn, mà trước mắt thứ giúp anh thoát thân chỉ có con dao này thôi. Vậy nên anh thử rút dao lên, cố gắng dùng hết sức mình nắm lấy cán dao, nhưng vẫn còn thiếu chút nữa. Khó tin hơn là lần thứ hai anh đã rút được con dao, mặc dù tay và người bị dây trói siết rất đau nhưng cuối cùng anh cũng thoát được ra. Tiếp đến anh chạy về phía tiếng kêu cứu của Shannon, khi nãy quả nhiên nhìn thấy cô đang bị trói ở một cái cây. Sau khi cắt dây trói cho em gái xong, hai người không dám nghỉ ngơi bởi vì tiếng kêu của con quái vật đó ngày càng gần. Hai người vội vã chạy cắm đầu cắm cổ. Brian cho rằng hai người cứ chạy như vậy kiểu gì cũng bị con quái vật đuổi kịp, vậy nên anh kéo Shannon trốn vào trong khe hở của những cái cây. Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau không dám lên tiếng. Tiếng con quái vật dần đến gần nhưng dường như nó không phát hiện hai người đang trốn trong góc. Rất nhanh nó đã rời đi. Đợi một hồi lâu sau khi Brian xác nhận bên ngoài đã an toàn mới đưa Shannon ra. Mặc dù lúc nãy họ không nhìn thấy dáng vẻ của con quái vật nhưng chỉ nghe tiếng thô đã khiến cho người ta bủn rủn tay chân. Hai người quyết định lập tức quay về nơi cắm trại. Mà lúc này Shannon bắt đầu hỏi Brian anh có chuyện gì giấu cô không. Rõ ràng cả hai anh em sau khi ngất đều bị lốc trói lại, không còn cách nào khác. Brian chỉ đành nói cho em gái nghe chuyện anh và lốc phát hiện ra một cánh cửa kỳ lạ. Vào lúc hai người đang nói chuyện, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động, hai người sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy. Brian ở đằng trước chạy rất nhanh, còn Shannon vừa chạy vừa hét, cơ thể cô bỗng nhiên bị nhấc bổng lên rồi biến mất. Brian thấy vậy, cho dù anh lấy hết can đảm để chạy ngược lại nhưng con quái vật trong chốc lát dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Anh lo lắng gọi tên của Shannon, đồng thời chạy xung quanh tìm em gái. Khi đi ngang qua một con suối nhỏ, anh nhìn thấy có vết máu. Đi dọc theo vết máu thì thấy thi thể của Shannon nằm ở đó. Nhìn thấy em gái đã tắt thở, khắp người đầy những vết thương, Brian đau đớn khôn nguôi. Tất cả những chuyện này đều là do lốc. Brian sau khi quay về nơi cắm trại, anh tức giận đến tìm Lốc. Anh cầm dao găm chuẩn bị báo thù cho em gái. Lốc nghe Brian nói Shannon chết rồi, ông có chút bất ngờ, bên bảo anh nhìn xem người đứng đằng kia là ai. Brian ngẩng đầu lên nhìn, người đang hứng nước ở đằng kia không phải là Shannon em gái của anh sao? Anh bỗng nhiên hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy thi thể của Shannon lúc nãy anh nhìn thấy là giả sao? Lúc này Lốc mới nói với anh, chất nhầy mà ông bôi lên đầu anh trước đó thực ra là một loại thuốc có thể khiến con người mơ một giấc mơ vô cùng chân thực. Brian hoàn hồn lại, anh liền nhận ra những ký ức khi nãy là giả, nhưng trải nghiệm này khiến anh nhận ra rất nhiều điều, cảm giác như đã buông bỏ được một số chuyện trong lòng, cả người cũng thấy thoải mái hơn, đây cũng chính là mục đích mà Lốc hướng đến. Ông lão đầu trọc này đưa con dao cho cậu bé trước mặt, bảo cậu nhắm chuẩn vào cây gỗ rồi phi. Mà Watt cũng rất có thiên phú, con dao cậu phi ra cắm thẳng vào thân cây, chỉ cần chăm chỉ luyện tập cậu sẽ có thể nắm được kỹ năng phi dao. Nhưng vào lúc Watt cầm dao lên tiếp tục luyện tập thì một người đàn ông tức giận đi đến. Anh giành lấy con dao trong tay Watt, còn tức giận chất vấn Lốc tại sao lại dạy con trai anh chơi trò nguy hiểm như thế. Mặc dù Lốc nói dạy cho trẻ những kỹ năng sinh tồn là điều tốt, dù sao bây giờ bọn họ đều bị mắc kẹt trên đảo, nhưng Michael cho rằng chuyện này không cần thiết bởi vì con trai anh chỉ có 10 tuổi. Nếu không phải đang ở trên đảo, anh đã báo cảnh sát bắt Lốc rồi. Cuối cùng Michael còn cảnh cáo Lốc đừng đến gần Watt. Mặc dù Watt rất muốn học những kỹ năng của Lốc nhưng thấy bố nổi giận, cậu cũng chỉ đành bỏ cuộc. Ngày hôm sau, Michael nhìn thấy nhóm Jack đang bàn bạc chuyện gì đó, dường như mọi người đều đã quá quen với cuộc sống trên đảo. Michael đề nghị bây giờ mọi người nên tìm cách rời khỏi hòn đảo này. Cho dù không đợi được tới lúc đội cứu hộ đến thì bọn họ hoàn toàn có thể tự chế một cái bè. Jack và Sayid nghe xong đều cho rằng ý tưởng này không thực tế. Dù sao tổng số người ở đây lên đến 45 người, vậy phải làm bè lớn đến nhường nào? Cho dù làm thêm vài chiếc thì khối lượng công việc phải làm cũng nhiều vô cùng. Michael thấy mọi người không đồng tình với ý kiến của mình liền tức giận bỏ đi. Nếu như không có ai giúp đỡ, anh liền gọi cậu con trai Watt làm cùng anh. Hai người đi đến bờ biển thu thập nguyên liệu, hai bố con định làm một chiếc thuyền nhỏ để rời khỏi đây. Lúc này Watt nhìn thấy Lốc đi ngang qua, cậu lấy cớ đi uống nước để lén gặp Lốc. Lốc khuyên Watt tốt nhất là nên nghe lời bố đừng đến tìm ông nữa. Nào ngờ hai người mới nói với nhau được vài câu thì Michael đi đến. Nhìn thấy Watt không chịu nghe lời, một bực muốn làm trái ý của mình, Michael lập tức ném cuốn truyện tranh yêu thích của cậu vào trong đống lửa, tiếp đến bắt cậu lập tức quay về. Còn Lốc, Michael đến sát bên tai ông buông lời đe dọa, nếu như để anh nhìn thấy ông nói chuyện với Watt một lần nữa, anh sẽ giết chết Lốc. Lốc cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt ông không để lộ bất cứ biểu cảm nào.
Nhưng nào ngờ đến ngày hôm sau Michael lại tức giận đến gặp Locke. Anh hỏi Locke có phải ông đã giấu con anh đi không? Anh đã không nhìn thấy con trai mấy tiếng đồng hồ rồi. Locke bất lực nói hôm nay ông cũng không nhìn thấy Watt, nhưng Michael một mực cho rằng chuyện này là do Locke làm. Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Locke đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm Watt. Khả năng lần theo dấu vết của Locke rất đỉnh, rất nhanh ông đã nhìn thấy vòng cổ của chó ở dưới đất. Nhìn phía trước hình như có tiếng người đang nói chuyện, Michael và Locke vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh, bỗng nhìn thấy một con gấu Bắc Cực đang cào vào gốc cây, mà trong khe hở của các gốc cây là Watt đang sợ hết hồn hết vía. Michael thấy vậy vội vàng chạy đến cứu con trai nhưng Locke vội vàng kéo anh lại, hai con người làm sao đấu lại gấu Bắc Cực. Locke nghĩ ra một cách, hai người lén vòng ra sau gốc cây sau đó leo lên cây. Do gấu Bắc Cực có kích thước lớn nên chỉ trong thời gian ngắn nó sẽ không thể chạm đến Watt đang ở trong hốc cây. Michael ném một con dao xuống cho con trai cầm, nếu như con gấu chui được vào trong thì cậu cầm dao đâm nó. Khi Locke và Michael leo được lên ngọn cây, Michael lập tức nhảy xuống. Sau đó anh để con trai nắm lấy sợi dây thừng và bò lên trên. Đối mặt với con gấu Bắc Cực to lớn ở cự ly gần như thế, Michael cũng cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác chân tay mềm nhũn. Anh cũng lập tức leo lên cây. Nhưng kỳ lạ là sau khi gấu Bắc Cực nhìn thấy ba người leo lên cây, nó liền quay đầu bỏ đi. Ba người ngồi trên cây lúc này mới có thể thở dài một hơi thoải mái. Michael cũng nhận ra thái độ của mình vào ban ngày không đúng. Đến tối anh đến gặp con và đưa chiếc hộp anh cất giữ bấy lâu nay cho con. Sự xuất hiện của con gấu Bắc Cực đó cũng khiến cho Michael nhận ra con trai ở trên hòn đảo này thực sự không an toàn, do đó nên để cậu bé học một số kỹ năng sinh tồn. Hai người đàn ông lén lút đi vào sâu bên trong khu rừng, một người phụ trách canh gác, người còn lại phụ trách lấy chiếc vali từ trong khe đá ra. Sau khi mở chiếc vali ra, bên trong đó có tổng cộng 4 khẩu súng. Người đàn ông đầu trọc cầm một khẩu, sau khi kiểm tra đạn xong còn thử xem nó có vừa tay không. Sau đó ông nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. 4 khẩu súng bọn họ cần 4 người để sử dụng nó, nhưng ai chưa từng dùng súng hoặc chưa được huấn luyện không thể dùng, bởi vì để người bình thường dùng súng nói không chừng tới lúc xảy ra chuyện sẽ quá căng thẳng và làm bị thương đồng đội. Trong hai người họ có một người là bác sĩ, một người còn lại là võ sĩ quyền Anh đã nghỉ hưu kiêm thợ săn. Súng đối với cả hai người họ đều không lạ lẫm gì. Sau đó bọn họ đến tìm Said vì anh cũng là lính đã xuất ngũ. Có lẽ anh ta chính là người dành về súng nhất trên hòn đảo này. Bây giờ có 3 người rồi còn thiếu một người nữa. Jack nghĩ đến James, người đã từng dùng vài viên đạn để giết chết một con gấu Bắc Cực. James rất thích chơi súng nên anh vô cùng vui vẻ đồng ý giúp đỡ. Kate ở bên cạnh nói cô cũng muốn đi nhưng chẳng làm gì khác được vì Jack chỉ lấy ra 4 khẩu súng. Lúc này James đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Jack có tất cả bao nhiêu viên đạn, là đạn mấy mili. Jack nói cả 4 khẩu súng đều dùng đạn 9mm, trong tay anh có hơn 100 phát súng đủ cho cả 4 người dùng. Nghe xong James đi vào trong lều của mình lấy ra một khẩu súng nữa. Khẩu súng này được anh tìm thấy trên thi thể của một trưởng quan nhưng nó đã hết đạn rồi. Nếu như ở chỗ Jack có đủ đạn vậy bây giờ 5 người vừa đủ 5 khẩu súng. Jack thấy vậy cũng không từ chối. Dù sao nhiều thêm một người bọn họ càng an toàn hơn. Tiếp theo 5 người cầm súng cùng một con tin tụ họp lại với nhau bắt đầu bàn bạc kế hoạch phục kích. Mà lúc này Charlie đang đứng ở phía xa nhìn bọn họ. Mặc dù anh cũng rất muốn tham gia nhưng bọn họ cho rằng anh không biết dùng súng, cho dù anh có đi cũng chỉ thêm phiền phức. Nhưng Charlie lại cho rằng trong chuyện này anh là người có trách nhiệm nhiều nhất. Hóa ra trước đó hai hôm Claire bị mất tích suốt 2 tuần bỗng nhiên quay về, nhóm Jack phát hiện ra cô ở trong rừng cách nơi họ cắm trại không xa. Nhưng kỳ lạ là trên người Claire không có bất kỳ vết thương nào, mỗi tội cô đã bị mất trí nhớ. Từ khi chiếc máy bay gặp nạn rơi xuống hòn đảo đến tận bây giờ, tất cả những chuyện xảy ra trong 1 tháng qua cô đều quên hết. Cứ cuối cùng của cô dừng lại vào lúc cô đang ngồi trên máy bay, nhưng dù sao cô cũng an toàn quay về, như vậy mọi người cũng có thể an tâm. Còn Ethan, người bắt Claire đi, tất cả mọi người đều không biết phải xử lý làm sao, bởi vì rõ ràng anh ta đã ở trên hòn đảo rất lâu rồi, nói không chừng anh ta còn là thổ dân trên đảo. Không ai hiểu hoàn cảnh của hòn đảo này hơn anh ta. Trong mắt Ethan, những người còn sống chẳng qua chỉ là những kẻ yếu ớt đang chờ người đến cứu mà thôi, vậy nên chủ động lần theo dấu vết để tìm ra chỗ ở của Ethan là chuyện bất khả thi. Mà ngày thứ 2 khi Claire quay về, trên đường quay về nơi cắm trại, Charlie đã bị Ethan đánh lén. Nhóm người Charlie hoàn toàn không phải đối thủ của Ethan. Charlie bị anh ta bóp cổ, Ethan bảo anh trả lại Claire cho mình, còn yêu cầu trong vòng 1 ngày phải đem người đến đây, nếu không mỗi ngày anh ta sẽ giết chết một người cho đến khi giết hết 44 người còn sống. Ethan bảo Charlie suy nghĩ cho kỹ nên chọn cứu Claire hay là cứu 44 người còn lại. Charlie quả quyết đem chuyện này nói cho mọi người biết, nhưng chắc chắn anh không bằng lòng giao Claire cho Ethan. Nhóm Jack sau khi tụ họp lại tiến hành thương lượng cũng cho rằng không thể đưa Claire vào hang cọp. Nhưng họ không thể tìm thấy hang ổ của Ethan, vậy nên họ chỉ đành để tất cả những người còn sống nâng cao cảnh giác, chế tạo những thứ vũ khí đơn giản như khiên và giá bằng gỗ. Sắp xếp hai nhóm người luân phiên canh gác 24/24, họ còn thắp rất nhiều đuốc xung quanh nơi cắm trại. Đồng thời họ nhắc nhở mọi người lúc ngủ đừng ngủ say quá, tất cả mọi người phải chuẩn bị đầy đủ về tất cả các phương diện, như vậy chắc chắn Ethan sẽ không có cơ hội ra tay.
Trong tình trạng tất cả những người còn sống đều đề cao cảnh giác, cho dù cả một đêm không có chuyện gì bất thường xảy ra, nhưng đến sáng ngày hôm sau vẫn có người bị hại. Mọi người nhìn thi thể bị ướt đẫm nước biển, rất rõ ràng Ethan chui từ dưới biển lên. Ethan quả nhiên là người nói được, làm được. Ngày mai chắc chắn sẽ có người nữa bị giết, mỗi ngày chết một người, cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Những người còn sống biết trước được tình hình cũng lần lượt né tránh Claire. Ánh mắt họ nhìn Claire giống như đang nhìn thứ gì đó đáng sợ, nhưng chỉ có một mình Claire không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng nhóm Jack quyết định chủ động tấn công, nghĩ ra cách để phục kích. Ethan có giỏi đến nhường nào cũng không thể chống lại những viên đạn, huống hồ bọn họ còn có 5 khẩu súng. Họ hẹn Ethan đến nơi đã giao kèo trước đó, những người khác sẽ nấp ở xung quanh đợi Ethan xuất hiện sẽ bắt lấy anh ta. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp xong, trời đột nhiên đổ mưa tầm tã. Claire căng thẳng đi đến nơi hẹn mà 5 người khác được chia ra nấp ở 5 chỗ cách đó không xa. Claire mới đến nơi chưa được bao lâu, Ethan liền xuất hiện. Jack sau khi nghe thấy tiếng hét của Claire lập tức xông ra lao vào đánh nhau với Ethan. Những người khác cũng nhanh chóng chạy ra bao vây lấy Ethan. Ethan bị bao vây không thể nào chạy được, nhưng tất cả mọi người đều muốn bắt sống nên không nổ súng. Nhưng đúng lúc này tiếng súng vang lên, không ngờ Charlie nhặt súng ở dưới đất lên, không hề do dự nổ súng vài phát liên tiếp giết chết Ethan. Những người khác ngơ ngác nhìn về phía anh. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Jack hỏi Charlie tại sao lại giết chết Ethan, dù sao mọi người đều muốn hỏi Ethan về tình hình của hòn đảo này, hỏi tại sao Ethan lại ẩn náu trong nhóm những người còn sống, vì sao anh ta lại muốn bắt Claire, cùng với chuyện anh ta đến hòn đảo này từ lúc nào. Nhưng bây giờ Ethan đã bị giết chết, tất cả những câu hỏi này sẽ không bao giờ được giải đáp. Mà đối mặt với những câu hỏi của Jack, Charlie chỉ nói một câu, anh không muốn để Claire bị tổn thương nữa, nếu như giữ lại mạng cho Ethan, anh sẽ không thể ngủ ngon giấc. Jack thấy vậy cũng không biết phải làm sao, người cũng đã chết rồi, Jack nói gì cũng không được. Còn về những bí mật liên quan đến Ethan, mọi người sẽ không bao giờ được biết. Người đàn ông này một thân một mình làm ra một con thuyền định đưa con trai rời khỏi hòn đảo khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng này. Nhưng do chiếc thuyền này chỉ chở được 4 người mà trên đảo có tận 45 người còn sống, nên họ chỉ đành để 4 người đi trước tìm cứu viện. Điều này coi như mang lại cho những người khác chút hy vọng. Có người đưa cho Michael ít dây điện mà anh ta đã cất giữ bấy lâu để đổi lấy một vé lên thuyền. Mà vé cuối cùng được lên thuyền mãi vẫn chưa được xác định. Nhưng không ngờ tối hôm đó có người châm lửa đốt thuyền. Cho dù Michael và những người còn sống khác cố hết sức dập lửa, nhưng con thuyền vẫn bị cháy gần hết, không thể nào dùng được nữa. Nửa tháng làm việc vất vả của Michael bị hủy trong phút chốc. Michael lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ anh chỉ muốn tìm cho ra người đã châm lửa để băm vằm kẻ đó ra làm trăm mảnh. Sau khi trời sáng, có người xuất hiện trên tay Jinsu có vết bỏng. James tức giận chói anh lại. Sau khi Michael nhìn thấy Jinsu, lập tức cho rằng Jinsu chính là người đã đốt thuyền, bởi vì hôm qua Michael nhìn thấy Jinsu đánh đập vợ mình nên anh lập tức chạy đến ngăn cản. Lúc đó xem nữa hai người đã đánh nhau, cộng thêm trước kia hai người họ từng đánh nhau vì một chiếc đồng hồ, nợ cũ nợ mới cộng dồn lại với nhau nên Jinsu hoàn toàn có động cơ gây án. Nhưng do tất cả mọi người đều không biết tiếng Hàn nên giờ tất cả những lời Jinsu nói mọi người đều không hiểu. Khung cảnh bỗng chốc có chút hỗn loạn cho đến khi vợ Jinsu là Sunhwa đứng ra giải thích. Trong mấy chục người còn sống chỉ có vợ chồng Jinsu và Sunhwa là người Hàn. Ngoại trừ hai người họ không ai biết tiếng Hàn, hơn nữa cả hai vợ chồng họ đều không biết nói tiếng Anh, vì vậy bình thường mọi người không giao lưu với họ nhiều. Nhưng lúc này Sunhwa bỗng nhiên nói tiếng Anh, cô nói người đốt thuyền không phải Jinsu, còn vết thương trên tay Jinsu là do Jinsu là người đầu tiên phát hiện thuyền bị đốt, do anh dập lửa nên mới bị bỏng. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất bất ngờ, vài tháng vừa qua Sunhwa chưa từng nói tiếng Anh, người bất ngờ nhất đương nhiên là Jinsu. Hai người lấy nhau bao nhiêu năm anh không hề biết vợ biết nói tiếng Anh. Nhưng mọi người không tin lời Sunhwa nói, họ vẫn cho rằng Jinsu là người đốt thuyền. Nhưng Sunhwa rất chắc chắn rằng chồng cô là một người không biết nói dối. Đối mặt với những lời giải thích của Sunhwa, rõ ràng Michael không thể chấp nhận được điều này. Dù sao nửa tháng vất vả làm lụng của anh đã bị hủy hoại, niềm hy vọng rời khỏi hòn đảo này cứ thế bị phá hủy. Anh hận không thể đánh chết người châm lửa đốt thuyền. Lúc này lớp từ trong rừng đi ra, ông lớn tiếng cả mọi người đang cãi vã, còn nói người châm lửa không phải là bất cứ người nào trong số họ, bởi vì ai cũng muốn sớm rời khỏi hòn đảo hoang này. Thuyền có thể thuận lợi ra biển, đương nhiên nó sẽ đưa thông tin ra ngoài, đến lúc đó đội cứu hộ tới nơi và tất cả mọi người sẽ được cứu, vì vậy chuyện này sao có thể là những người còn sống làm. Mà nơi này không chỉ có một nhóm người là bọn họ, còn có những người khác cũng sống trên đảo. Ethan, người trước đó che giấu thân phận, trà trộn vào nhóm những người còn sống là một ví dụ. Nghe lúc nói vậy mọi người cũng bình tĩnh hơn, những lời ông nói thực sự có lý. Michael không còn cách nào khác chỉ đành bỏ đi, dù sao anh cũng không có chứng cứ chính xác để chứng minh Jinsu là người đốt thuyền, anh không thể thật sự giết người cho bỏ tức. Nhìn con thuyền bị đốt thành một đống rác, Michael lại càng tức giận, quyết tâm đưa con trai rời khỏi đây của anh vẫn rất mạnh mẽ, vậy nên anh quyết tâm làm lại con tàu khác. Cùng lúc đó vợ chồng Jinsu và Sunhwa quay về hang động, Sunhwa muốn giải thích với chồng tại sao cô lại giấu chuyện mình biết nói tiếng Anh, nhưng Jinsu không nói gì hết, tập trung thu dọn đồ đạc không thèm để ý đến vợ. Anh còn tỏ vẻ rất lạnh lùng, cuối cùng anh rời khỏi hang động bất chấp những lời ngăn cản của Sunhwa.
Jisoo vác vài cây tre đi đến trước mặt Michael. Mặc dù hai người bất đồng ngôn ngữ nhưng Jisoo khua tay múa chân vài cái lại ấp úng nói ra vài từ tiếng Anh. Michael cũng hiểu Jisoo đang định làm gì. Jisoo muốn cùng anh sửa lại con thuyền. Lúc này anh mới thật sự tin rằng Jisoo không phải là người đốt thuyền. Nếu như không tìm được người đốt thuyền, Michael không thèm tìm nữa. Anh bắt James đứng canh con thuyền 24/24. Nhưng mọi người không ai ngờ rằng người châm lửa đốt thuyền lại là Watt, con trai của Michael. Lông rất thân về Watt nên ông cũng đoán được chút ít, nhưng ông không nói thẳng ra còn nói ông sẽ giúp Watt giữ bí mật này. Mà Watt cũng nói cho Locke biết nguyên nhân, cậu châm lửa đốt con thuyền chỉ vì không muốn rời khỏi hòn đảo này. Thực ra Michael là bố dưỡng của Watt, từ nhỏ cậu đã thường xuyên phải chuyển nhà, rất hiếm khi được sống yên ổn như hơn một tháng sống ở trên đảo. Hai người còn sống phát hiện ra một thiết bị kỳ lạ ở trong rừng, triển nắp giống như một khoang tàu được đóng kỹ càng, toàn bộ thân của nó bị chôn dưới đất. Ở hòn đảo hoang vu này bỗng xuất hiện món đồ hiện đại, quả là một chuyện vô cùng phi lý. Hơn nữa bọn họ đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể mở được nó ra. Vậy nên hai người lại chế tạo ra một cái búa khổng lồ có đầu bằng đá định đập cánh cửa này ra. Nhưng khi chiếc búa khổng lồ đập xuống cửa khoang vẫn không hề hấn gì. Locke nhìn thấy vậy bỗng cảm thấy bực bội. Ông đã dành gần một tháng cho thứ này rồi nhưng không hề có tiến triển nào. Hơn nữa, do một nguyên nhân nào đó, ông và Brian đều không nói chuyện này cho những người còn sống biết. Sau một lúc cảm xúc của Locke bị mất kiểm soát, ông nghe thấy lời nhắc nhở của Brian mới chú ý đến chân của ông không biết bị một mảnh vỡ cắm vào từ khi nào, nhìn có vẻ như vết thương khá sâu. Nhưng Locke lại vô cùng bình tĩnh nhổ mảnh vỡ ra, nên tối ông tự mình xử lý vết thương. Đến ngày hôm sau, ông giống như một người bình thường đi đến bên thiết bị kỳ lạ đó. Mặc dù trải qua hàng loạt thất bại nhưng Locke vẫn không chịu bỏ cuộc. Ông một mực muốn biết đằng sau cánh cửa khoang đó là gì. Brian có chút mất kiên nhẫn, anh thử khuyên Locke bỏ cuộc hoặc là nói chuyện này cho mọi người biết, nhiều người sẽ dễ nghĩ cách hơn, nhưng anh bị Locke từ chối. Locke tin chắc rằng thiết bị bằng kim loại kỳ lạ này là thử thách mà hòn đảo dành cho họ. Trong lúc mơ màng, dường như ông nhìn thấy một chiếc máy bay đang bốc khói rơi xuống mặt đất. Cúi đầu xuống, ông nhìn thấy Brian và cả người đầy máu đang đứng trước mặt mình. Hơn nữa, Locke cũng quay lại ngồi xe lăn. Chân của ông đã mất đi cảm giác. May mà những điều này chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này đã khiến Locke nảy ra một ý tưởng mới. Mới sáng sớm, ông đã gọi Brian dậy. Sau khi hai người đi vào trong rừng, Locke bắt đầu dựa vào ý thức của mình để đi về phía trước. Giữa đường họ phát hiện ra một cái xác đã chết từ rất lâu rồi. Có thể thấy đây là xác của một phi công. Locke tin chắc rằng đích đến cách họ không xa nữa. Nhưng không lâu sau, chân của Locke đột nhiên cảm thấy đau khiến ông không thể đứng dậy được, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất. Mà lúc này Locke ngẩng đầu lên nhìn lên trên vách núi, trong mắt ông ngập tràn niềm vui. Brian cũng quay đầu lại xem thì thấy một chiếc máy bay mini đang bị mắc kẹt trên vách núi. Locke nhận ra giấc mơ tối qua của ông đã trở thành hiện thực. Hơn nữa chiếc máy bay này giống hệt như chiếc trong giấc mơ của ông. Có thể chiếc máy bay này cũng bị rơi ở đây từ rất lâu rồi, nhưng thiết bị điện và vô tuyến trong khoang điều khiển có lẽ vẫn sử dụng được. Nhưng bây giờ chân của Locke không thể nào đứng dậy được, chỉ đành để Brian leo lên trên xem sao. Trên vách núi có rất nhiều rễ cây để leo, Brian trèo lên trên một cách rất nhẹ nhàng. Vốn tưởng rằng trong máy bay còn có chút vật dụng quan trọng, kết quả Brian phát hiện trong đó có rất nhiều bột thuốc phiện được che giấu kỹ lưỡng. Rất rõ ràng chiếc máy bay này được dùng để vận chuyển thuốc cấm. Tiếp đến, Brian đến khoang điều khiển lại cầm lấy thiết bị vô tuyến dùng thử, không ngờ trong đó mơ hồ truyền đến tiếng người nói chuyện. Brian đột nhiên có chút kích động. Lúc này chiếc máy bay lơ lửng trên vách núi đột nhiên lắc lư không ngừng. Dường như nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bên ngoài Locke thấy nguy hiểm bèn lớn tiếng gọi Brian ra ngoài. Nhưng Brian cầm thiết bị vô tuyến muốn thử phát tín hiệu cầu cứu. Cảnh tượng mà Locke không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra. Chiếc máy bay lao thẳng từ trên vách núi xuống. Tiếp đó nó bị lật ngược lại. Brian ở bên trong có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Sau khi gọi vài tiếng không thấy ai đáp lại, Locke cố gắng nhịn đau đứng dậy. Mà kỳ lạ là cảm giác đau đớn tột độ ở chân ông dần dần biến mất. Khi ông bò đến bên cạnh máy bay, ông đã nhìn thấy Brian máu me đầy người, nằm im không động đậy. Vậy nên Locke vác Brian lên nhanh chóng quay về doanh trại. Bây giờ chỉ có một mình bác sĩ Jack có thể cứu anh. Sau một chặng đường dài trèo đèo lội suối, cuối cùng Locke cũng về đến doanh trại của những người còn sống. Jack thấy vậy vội vàng kiểm tra vết thương của Brian. Locke cả người đầy máu, ông giải thích rằng Brian bị té từ trên vách núi xuống, sau đó ông một mình rời đi. Mà lúc này Jack bắt đầu bận túi bụi, vết thương của Brian rất nặng, cần phải chuyển máu để duy trì sự sống. Jack hỏi Brian rất lâu, khi đó Brian mới dùng giọng thều thào nói ra nhóm máu của mình, nhưng biết nhóm máu của người bị thương cũng chả làm được gì. Trong số mấy chục người còn sống, đa số bọn họ không biết mình thuộc nhóm máu nào. Jack nhớ ra em gái của Brian là Shannon. Có lẽ hai anh em họ có cùng nhóm máu, chỉ có điều lúc này Shannon đang bận yêu đương với Seid. Nhóm Jack không biết phải đi đâu để tìm cô. Không còn cách nào khác, Jack chỉ đành đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, đó chính là anh hiến máu cho Brian. Bởi vì nhóm máu của anh rất thông dụng, chỉ cần máu của Brian không bài xích sẽ hiến được. Mà vừa mới rút máu không được bao lâu, lại xảy ra chuyện khiến Jack phải đau đầu. Claire đang mang thai sắp sinh rồi, Jisoo vội vàng chạy về gọi Jack đến đỡ đẻ. Nhưng nhìn tình hình này có vẻ như Jack không thể nào đi được. Nếu Jack đi, Brian sẽ chết. Vậy nên Jack chỉ đành dạy cho Charlie một vài kiến thức cần phải chú ý khi sinh sản, đồng thời để Kate đỡ đẻ cho Claire. Chuyện sinh con không phải chuyện gì lớn, ngược lại là Brian, anh có sống được hay không vẫn là điều chưa biết.
Sau một khoảng thời gian truyền máu, mặc dù tình hình sức khỏe của Brian có tốt lên nhưng máu của anh tập trung hết vào phần chân. Jack còn nhận ra vết thương ở chân không phải do ngã tạo thành. Quan trọng nhất là nếu không kịp thời xử lý phần chân, Brian sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng với điều kiện y tế vô cùng đơn sơ của họ hiện nay, Jack nghĩ ra một cách tệ nhất có thể, đó chính là cắt chân cho Brian. Chặt đứt cái chân này, Brian sẽ có thể sống tiếp. Nhưng do không có dao phẫu thuật phù hợp nên Jack và Michael chỉ đành tìm một dương kim loại sắc bén có thể lập tức chặt đứt một cây gỗ. Vậy việc chặt chân có lẽ không khó lắm. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Jack không hề do dự đang định đặt chân để cứu mạng Brian. Lúc này Brian mở miệng ngăn cản. Ngoài ra Brian cũng biết tình hình sức khỏe của mình hiện nay. Cho dù chặt chân anh cũng không chắc có thể sống tiếp. Một người bệnh nặng tàn tật như anh sẽ trở thành gánh nặng của mọi người. Vậy chi bằng cho anh một cái chết sảng khoái. Sau hồi lâu đắn đo suy nghĩ, Jack quyết định tôn trọng ý kiến của Brian. Cuối cùng Brian nói cho Jack biết một số chuyện, nói rằng anh và Locke phát hiện ra một chiếc máy bay chứa đầy thuốc viện bên vách đá, còn có một khoang kim loại cố thế nào cũng không mở ra được. Để thoát khỏi hòn đảo quỷ dị này, Michael lại làm ra một con tàu nữa, chỉ có điều anh vẫn chưa quyết định khi nào lên đường, bởi vì tình hình biển lúc này không hề ổn định. Lúc này trong nhóm những người còn sống có một giáo viên vật lý đi ra. Sau một hồi phân tích về hướng gió và độ ẩm trong không khí, ông cho rằng mai là ngày đẹp nhất để ra khơi. Những người còn lại nghe xong nửa tin nửa ngờ, nhưng dù sao ông cũng là giáo viên vật lý, chắc chắn ông sẽ có nhiều kiến thức hơn mọi người. Mà điều khiến mọi người lo lắng nhất là trong 4 người lên thuyền ra biển không một ai am hiểu về kiến thức hàng hải hết. Vậy nên 4 người họ liệu có thể sống sót về bờ hay không vẫn còn là một ẩn số. Vì vậy Kate đến tìm Michael muốn anh cho cô một vé lên thuyền. Lý do là vì cô từng làm thuyền viên trên tàu hơi nước 2 năm. Chắc chắn cô có kinh nghiệm về hàng hải hơn bất cứ ai trên hòn đảo này. Nhưng trong 4 người được lên thuyền ngoại trừ anh và con trai thì một người là Jin-soo, người cùng anh làm nên con thuyền này. Công lao của Jin-soo không thua kém gì anh. Chuyện cho Jin-soo lên thuyền là điều không thể nào thay đổi. Mà người còn lại là James, người đã cung cấp nguyên liệu làm thuyền. Anh cũng là người giành được vé lên thuyền từ trước. Kate nói James chỉ cung cấp một cuộn dây điện anh ta nhặt được mà thôi, hơn nữa anh ta không hiểu gì về hàng hải hết, cho anh ta lên thuyền không được tác dụng gì cả, mà cô có 2 năm kinh nghiệm chắc chắn có thể chỉ đường và bảo vệ cho mọi người. Michael nghe xong cảm thấy Kate rất có lý, nhưng anh không thể làm như thế được, bởi vì nếu làm như vậy anh sẽ trở thành người không giữ lời hứa, vậy nên anh vẫn từ chối Kate. Nhưng vài tiếng sau đột nhiên Michael bị đau bụng, anh vội vàng bảo con trai đi tìm bác sĩ Jack, mà lúc này nhóm Jack đang ở trước cửa khoang bí ẩn bàn chuyện. Do Brian chết nên em gái anh là Shannon vô cùng căm hận Locke. Cô cho rằng Locke chính là hung thủ giết chết Brian, thậm chí cô còn trộm súng định giết Locke, nhưng cô bị người khác cản lại. Jack cũng biết ông lão đầu chọc này đang nói dối, từ những lời Brian nói trước khi chết có thể đoán ra chuyện mà Locke đang giấu. Không còn cách nào khác, Locke chỉ đành nói cho mọi người biết sự thật, vậy nên ông đưa nhóm Jack đến nơi này. Vì cái chết của Brian, thái độ của mọi người đối với Locke có chút bất mãn, cho dù là hiện tại Locke vẫn một lòng muốn mở cửa khoang này ra xem rốt cuộc bên trong có thứ gì. Said cho rằng món đồ này vô cùng kỳ lạ nên trôn nó đi, nhưng Jack lại cho rằng nơi này có thể trở thành nơi ẩn náu trong trường hợp khẩn cấp. Lúc 3 người chuẩn bị quay về doanh trại thì gặp Kate chạy đến báo tin, Jack vội vàng chạy về xem tình hình của Michael. Sau khi kiểm tra, Jack phát hiện Michael có hiện tượng trúng độc nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Jack đoán có lẽ là do nước Michael uống có vấn đề, nghĩ đến chuyện Michael chuẩn bị lên thuyền ra biển, rất rõ ràng đã có người hạ độc vào nước của Michael. Chỉ có điều chuyện này giống như chuyện lần trước, có người châm lửa đốt thuyền rất khó để tìm ra hung thủ. Michael cũng bắt đầu đoán xem ai đã hạ độc mình, do trước kia anh có đùa rằng anh muốn đổi James sang người khác, cộng thêm lúc này đột nhiên James ném cho anh một chai kem chống nắng, chuyện này khiến Michael nghi ngờ James hạ độc mình, vậy nên anh bèn dùng chuyện này làm cái cớ không cho James lên thuyền. James nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, thật ra anh cũng đã sớm biết chuyện Kate đang nhắm vào vé lên thuyền của anh, chỉ có điều anh không ngờ rằng Michael lại đổ oan cho anh hạ độc. Có thể lên thuyền ra biển cũng có nghĩa là có cơ hội sớm trở về đất liền, James không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Vậy nên trong lúc tức giận, anh định vạch trần thân phận thật sự của Kate. Anh đổ toàn bộ những món đồ trong ba lô của Kate ra và nhặt lấy quyển hộ chiếu, nhưng đây không phải hộ chiếu của Kate. Rõ ràng Kate định sau khi quay về sẽ giả dạng thành một người khác. Mà James cũng nói cho mọi người nghe bí mật của Kate. Thực ra cô là một phạm nhân đang bị áp giải, chỉ có điều những cảnh sát áp giải cô đã chết sau vụ rơi máy bay. Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình với vẻ thăm dò, Kate cũng thừa nhận cô thực sự lên máy bay với thân phận là một phạm nhân bị cảnh sát áp giải về nước. Nhưng sau khi trở về, cô sẽ chủ động đi đầu thú. Nghe xong mọi người đều cảm thấy bất ngờ, dù sao tội phạm cũng khác với người bình thường. Rõ ràng cô là một nhân vật nguy hiểm, nói không chừng Kate còn là một tên sát nhân độc ác. Do Kate không nói ra cô bị bắt vì tội gì nên Michael lập tức đổi ý khôi phục lại tư cách lên thuyền của James. Đương nhiên anh sẽ không cân nhắc để một tên tội phạm lên chung thuyền với mình. Lúc này mọi người đều nhìn Kate với ánh mắt cảnh giác. Rất nhanh những người đứng xem xung quanh đều đi mất, chỉ còn lại một mình Kate dọn dẹp đống đồ ở dưới đất. Sau khi triệu chứng trúng độc của Michael giảm bớt, anh lại tiếp tục những bước cuối cùng để hoàn thiện chiếc thuyền, bởi vì bọn họ định ngày mai sẽ ra khơi, còn chuyện ai là người hạ độc dường như chẳng ai thèm bận tâm.
mà Jack dường như đã đoán ra người đó là ai. Người đó chính là Jun Hwa, vợ của Jin Su. Nguyên nhân hạ độc cũng rất rõ ràng. Vì hai vợ chồng họ mâu thuẫn với nhau, Jun Hwa không muốn chồng rời đi để cô ở lại một mình. Chỉ có điều Michael và chồng cô suốt ngày ở với nhau, bình nước của họ cũng rất dễ bị lộn. Vậy nên người trúng độc mới là Michael. Jack nói anh sẽ giúp cô giữ bí mật chuyện này. Nhưng Jun Hwa lại cho rằng rất có thể bốn người họ không hề an toàn về đến bờ mà họ sẽ chết khi đang ở trên biển. Con thuyền đơn sơ này chuẩn bị ra khơi, tất cả những người còn sống đều gửi gắm hy vọng lên bốn người bọn họ. Mọi người lấy ra số vật dụng và thức ăn ít ỏi mà họ có, cầu nguyện cho bốn người có thể an toàn về bờ và nhanh chóng đưa người đến cứu viện. Mà khi mọi người cố hết sức đẩy thuyền xuống biển, một người phụ nữ lạ mặt bỗng xuất hiện ngăn cản họ, còn nói chuẩn bị có một nhóm người xuất hiện, đầu tiên chúng sẽ cướp những đứa trẻ đi, sau đó sẽ giết những người còn lại. Cô ta đề nghị mọi người mau trốn đi bởi vì cô ta từng trải qua chuyện đó, chỉ cần trên đảo xuất hiện một luồng khói màu đen, điều đó có nghĩa là bọn chúng sắp đến. Mọi người nghe thấy vậy nửa tin nửa ngờ, Jack cũng cho rằng người phụ nữ này nhìn có vẻ như đầu óc không được bình thường. Cho dù Sayid có quen người phụ nữ tên là Rosel này, nhưng bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất đối với họ là phải cho thuyền ra biển. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới rằng, ở một góc nào đó trên hòn đảo thực sự bốc lên luồng khói màu đen. Tất cả những người còn sống lập tức cảm thấy căng thẳng, lẽ nào thật sự như những gì Rosel nói sao? Mà lúc này Rosel đang chuẩn bị vũ khí đạn dược. Cô nói cô chỉ có một mình nên không lo lắm. Cho dù có kẻ đấy xuất hiện, cùng lắm thì kiếm một chỗ để trốn. Nhưng ở đây bọn họ có tổng cộng hơn 40-50 người, muốn tìm chỗ trốn thực sự rất khó. Lúc này Jack nhớ đến cái khoang không thể nào mở ra ấy, chỉ cần mở nó ra tất cả mọi người sẽ có thể trốn trong đó. Vậy nên bọn họ dẫn Rosel đến đó xem. Khi nhìn thấy vật thể hình trụ khổng lồ, Rosel vô cùng bất ngờ. Cho dù cô đã sống trên đảo 16 năm nhưng cô chưa từng thấy nó. Nhưng làm sao để mở cửa khoang ra, Rosel cũng không biết. Lốc nhanh trí nghĩ ra cách có thể dùng thuốc nổ để phá nắp, nhưng chắc chắn không ai có thuốc nổ cả. Rosel cũng nói cô không có thuốc nổ nhưng có một nơi gọi là Black Rock có. Thuốc nổ trước kia cô dùng được lấy từ đó, cô có thể dẫn đường cho mọi người. Trước mắt không còn cách nào khác, nhóm Jack quyết định lập tức lên đường đến Black Rock. Nếu như đi nhanh, họ có thể quay trở về trước khi trời tối. Thầy vật lý Ash chủ động đề nghị đi cùng với mọi người, kiến thức vật lý của ông sẽ giúp được mọi người chút ít. Khi nhóm Jack lên đường đến Black Rock, những người còn lại hợp lực đẩy con thuyền của Michael ra biển. Liệu mọi người có được cứu hay không là nhờ vào con thuyền này. Nhóm Michael cũng vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Họ bắt đầu bước lên hành trình chưa biết rõ sống chết. Cùng lúc đó, nhóm Jack đã đi vào khu rừng nguyên sơ. Do mọi người muốn quay về trước khi trời tối nên họ đi rất nhanh. Rosel đi đầu dẫn đường đột nhiên ngừng lại. Cô nhìn dây vải được treo trên cành cây phía trước, nói với nhóm Jack phía trước là vành đai hắc ám của Black Rock. Năm đó, những thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học của cô đã mắc phải một loại bệnh lạ ở nơi ấy, sau đó từng người một qua đời. Rosel đề nghị bọn họ lập tức quay về để tránh thương vong, thậm chí là toàn bộ đều bỏ mạng ở đây. Nghe Rosel nói thế, giáo viên vật lý Ash đột nhiên nhát chết lập tức định quay về. Nhưng trước khi về, ông dặn dò Jack lúc lấy thuốc nổ thì chỉ cần nhẹ tay một chút là được, sau đó ông quay về trước mặt tất cả mọi người. Đương nhiên Jack không định bỏ cuộc. Anh bảo Rosel tiếp tục dẫn đường, nhưng kỳ lạ là bầu trời vốn trong xanh đột nhiên đổ mưa lớn. Mọi người không kịp trở tay, không tìm được nơi tránh mưa. Ash vừa bỏ về, đột nhiên hoảng sợ chạy ngược lại. Lúc này một tiếng gầm chói tai cũng xuất hiện, nghe có vẻ như tiếng của một người máy khổng lồ đang đi. Mọi người vội vàng tìm chỗ ẩn náu nhưng hình như âm thanh này chỉ đi ngang qua đây thôi, rất nhanh nó đã biến mất. Ngay sau đó mưa cũng ngừng, Rosel bí ẩn nói ra thực ra đây chính là hệ thống an toàn trên đảo. May mà bọn họ không có ai bị thương. Ash nãy định quay về giờ không dám đi một mình nữa, chỉ đành đi theo nhóm Jack đến Black Rock. Nhóm người còn sống này phát hiện ra một con tàu ở trong rừng nhìn có vẻ như nó ở đây rất lâu rồi. Mà Rosel sau khi thấy mọi người đã đến đích, cô lập tức quay người bỏ đi, dường như cô rất sợ con tàu này. Nhưng nhóm Jack vẫn cố đi vào bên trong. Sau một hồi tìm kiếm, họ khiêng ra một cái dương, thứ bên trong dương là thuốc nổ, mở dương ra bên trong là đầy một dương thuốc nổ. Cho dù nhìn có vẻ như chúng được để rất lâu rồi nhưng vẫn dùng được. Là giáo viên dạy vật lý cấp 3, Ash rất rành về chuyện này. Ông bảo mọi người đừng đến gần, cứ giao cho ông xử lý là được. Trong lúc lấy thuốc nổ ra, Ash còn nhấn mạnh với nhóm Jack, hết lần này đến lần khác nhất định phải nhẹ nhàng cẩn thận, bởi vì nitroglycerin là một loại thuốc nổ không hề ổn định, chỉ cần có chút bất cẩn cũng sẽ gây nổ. Nhất định không được làm như thế này, nguy hiểm lắm. Một trận nổ lớn khiến cả bốn người ngã lăn ra đất. Khi mọi người bình tĩnh lại thì thấy thể vật lý Ash đã biến thành từng mảnh vụn. Ông hy sinh chính bản thân mình để cho mọi người thấy sức mạnh của thuốc nổ. May mà lúc nãy chỉ nổ một ống nhưng ống còn lại vẫn y nguyên. Nhưng nhóm Jack chỉ lấy vài ống ra đủ dùng là được rồi. Trong quá trình này bọn họ đến thở cũng không dám thở mạnh. Dù sao lúc nãy đã có một tấm gương rất lớn đó rồi. Bọn họ không muốn thử sức mạnh của loại thuốc nổ này nữa. Sau khi gói thuốc nổ lại để đảm bảo an toàn, họ để hai người mang thuốc nổ đi riêng ra để tránh phát nổ cả đám chết chung. Cuối cùng dùng bốc thăm để xác định người mang thuốc nổ là Locke và Kate. Sau đó bốn người quay trở về căn cứ cố gắng về trước khi trời tối. Mà lúc này nhóm Michael đã lên tàu ra biển cũng bắt đầu hành trình sinh tồn ngoài biển. Do nguyên liệu trên đảo có hạn nên con tàu do Michael tạo ra vô cùng đơn sơ. Toàn bộ hy vọng của họ đều được đặt vào thiết bị do Sayid cung cấp, một cái radar và một khẩu súng phát tín hiệu.
Nhưng vào ban ngày trên radar không hiển thị bất cứ điều gì khác thường, đến khi trời tối trên màn hình bỗng xuất hiện một dấu chấm nhỏ. Điều này có nghĩa là trên mặt biển cách họ không xa, có thứ gì đó. Nhưng do trời quá tối nên họ không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy chút sóng nước đang di chuyển. James cho rằng họ gặp được một chiếc thuyền khác, vậy nên anh nóng lòng dùng súng phát tín hiệu để thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng Michael cho rằng nếu họ nhận nhầm thì phát đạn báo hiệu duy nhất sẽ bị lãng phí. Nhưng khó khăn lắm cơ hội mới xuất hiện, hơn nữa đó lại là hy vọng mọi người được cứu sống. Không còn cách nào khác, Michael chỉ đánh giao súng phát tín hiệu cho James. Khi chùm sáng lao thẳng lên không trung trong ánh mắt mong chờ của bốn người, đèn đột nhiên sáng lên, quả nhiên là một chiếc thuyền. Nhóm Michael thấy vậy vui mừng khôn xiết, bọn họ cố hết sức để gọi và vẫy tay. Mặc dù đây chỉ là một con thuyền nhỏ nhưng điều đó có nghĩa là họ đã tìm được người đến cứu. Michael kích động giải thích bọn họ là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn máy bay trên đảo còn hơn 40 người. Nhưng lúc này những người trên thuyền bên kia nói đưa đứa bé trên thuyền đây. Michael nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, James và Jinsu cũng bắt đầu cảnh giác. Lẽ nào những người này không phải người tốt, nhưng cho dù không muốn giúp họ cũng không thể cướp người. James thấy vậy để đề phòng bất trắc xảy ra, anh lén nắm chặt lấy khẩu súng sau lưng, nhưng những người trên tàu bên kia ra tay nhanh hơn, chúng nổ súng bắn trúng James. Jinsu thấy vậy vội vàng nhảy xuống nước cứu người. Mai những người trên thuyền bên kia nhảy sang thuyền gỗ định bắt quát đi. Michael chỉ có một mình, sau vài chiêu anh bị một người đàn ông đánh rơi xuống biển. Trong lúc giãy giụa dưới nước, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình bị bắt đi. Như vậy vẫn chưa hết, đối phương còn ném một bao thuốc nổ khiến con thuyền gỗ bị nổ tung. Trên hòn đảo bỗng có một luồng khói màu đen bốc lên, đây là một tín hiệu nguy hiểm, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác. Bọn họ định thu dọn hành lý rời khỏi bãi biển đến hang động cắm trại sẽ an toàn hơn. Charlie đang định ôm con cho Claire, nhưng lúc này một người phụ nữ chạy đến. Russell vốn dĩ đi dẫn đường cho mọi người đột nhiên quay về. Sau khi phát hiện Seid không ở đây, cô vội vàng bắt Charlie đi tìm Seid về. Charlie tưởng có chuyện gì quan trọng bèn ngoan ngoãn làm theo. Nhưng sau khi Charlie rời đi chưa được bao lâu, Russell nhìn đứa bé trong lòng Claire và nói mình có thể bế con dùng Claire. Claire cảnh giác không cho Russell bế, nhìn vết cào trên tay Russell trong lòng cô dường như xuất hiện một đoạn ký ức, dường như đó là chuyện xảy ra trong lúc cô bị mất tích. Sau khi Claire tỉnh lại phát hiện con mình đã biến mất, những người khác cũng nhận ra Russell đã đi đâu mất rồi. Giờ rõ ràng Russell đã lén bế đứa bé đi. Claire lo lắng sợ hãi đến tột độ, cô khóc đòi Charlie tìm con lại cho cô. Seid dường như nghĩ ra điều gì đó bèn đưa Charlie lập tức lên đường chạy về phía bốc khói màu đen trên hòn đảo. Nhưng khi hai người đến nơi bốc khói màu đen, ngoại trừ một đống lửa họ không còn thấy gì hết, không hề thấy sự tồn tại của nhóm người khác như những gì Russell nói. Khi hai người đang thắc mắc thì Russell bế đứa bé đi ra, cô nói cho hai người biết sự thật. Hóa ra đống lửa bốc khói đen là do Russell tạo ra, cô bế đứa bé đi là vì muốn thử xem liệu có thể đổi lấy con của cô hay không, vì năm đó con của cô đã bị người ta bế đi như thế này, nhưng rõ ràng những suy đoán của Russell hoàn toàn sai, may mà em bé không sao. Russell thấy mình đang làm chuyện xấu nên cô một mình rời đi, sau đó Charlie và Seid đưa đứa bé quay về nơi cắm trại. Cùng lúc đó nhóm Jack mang theo thuốc nổ quay về, bọn họ trực tiếp đi đến trước cửa khoang ấy bắt đầu kích nổ. Hurley vô tình phát hiện ra bên ngoài cửa khoang có một dòng số rất nhỏ, những con số này rất quen thuộc với anh bởi vì những con số này đại diện cho điểm xấu. Anh lập tức muốn ngăn cản lớp không phá cửa khoang nhưng anh đã muộn một bước. Sau một tiếng nổ long trời lở đất, cánh cửa khoang kiên cố cuối cùng cũng bị thuốc nổ làm cho nổ tung. Lớp cầm đuốc cùng với Jack cẩn thận đến gần xem, nhìn có vẻ như nó là một lối vào nhưng cầu thang bị đứt mất rồi, muốn biết bên dưới như thế nào chỉ có thể bò xuống dưới xem. Trên đây là toàn bộ nội dung mùa 1 của bộ phim Mất Tích. Các bạn có muốn bọn mình ra thêm mùa 2 không? Nếu có thì hãy bình luận mùa thứ 2 phía bên dưới cho bọn mình biết nhé. Có nhiều bạn muốn xem thì bọn mình nhất định sẽ làm tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.